Chương 1461, suy tính từng bước không nói cao thủ thiên nghi mẫu giáo bỏ qua hành động quy mô tiến công nguyên giới, ngược lại toàn lực bồi dưỡng hoa thiên đô để cho hắn thăng cấp chống lại số mệnh của Phương Hàn. Hiện giờ Phương Hàn đã hoàn toàn thoát khỏi thiên nghi mẫu giáo, thủ đoạn của thiên mẫu rất mạnh, tuy nhiên không làm gì được hắn. Tam thập tam thiên cổ tự tạo ra sức kiềm chế rất mạnh, khiến hắn không thể không chạy đi ngay, miễn cho lún sâu vào không rút ra được. Hắn đã về đến nguyên giới vừa trở về nguyên giới hắn lập tức vận chuyển pháp lực vô thượng thúc đẩy thế giới thụ tiến hành phiêu dược hư không đặt cấu tạo nguyên giới thành thế giới di động không có chỗ cố định khiến cho bất kỳ ai cũng không thể tập trung vị trí tấn công nguyên giới biến thành một hạt bụi giữa hư không ở sâu trong vĩnh hằng vô tận trôi nổi trong không gian loạn lưu bên trong nguyên giới vô số pháp bảo bay loạn khắp nơi tung hô nhảy nhót từng kiện tiên khí vương phẩm hợp thành dòng chảy biển rộng một cái thế giới khổng lồ ở trung tâm nguyên giới, bắt đầu từ từ dung nhập vào trong tinh bích hệ nguyên giới. Pháp bảo này chính là tất cả pháp bảo ở bảo giới. Hiện giờ bảo giới bị hỗn loạn thiên quân đời đến đây hợp là một cùng nguyên giới, từ nay về sau bảo bối ở bảo giới đều trở thành đệ tử kỳ nguyên môn. Bên trong kỳ nguyên môn thêm một cái đa bảo đường, ba vị đường chủ đứng đầu là trường truyền thuyết, thứ hai là cánh tự do, thứ ba là huyền tần môn. Hiện giờ huyền tần môn đã tu thành thiên quân, hoàn chỉnh trở thành tiên khí thánh phẩm. Phương Hàn môn chủ, không thể tưởng được ngài có thể đoạt lấy toàn bộ tinh hoa thần tộc tất cả bảo tàng tích tụ 20 kỷ nguyên, thật làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Trường truyền thuyết nhìn Phương Hàn đột nhiên phủ xuống, chật chật cảm thán, hiện giờ các bảo bối ở bảo giới chúng ta tiến vào nguyên giới, hấp thu khí tức chư thiên thần vật mỗi người đều có tiến bộ nhảy vọt. Nếu có thời gian, sẽ đột nhiên tăng mạnh, Phương Hàn cũng không nói lời nào mà vung tay chụp tới áp súc toàn bộ nguyên giới, thêm vào lực lượng mạnh mẽ, tinh bích hệ bảo giới chân chính dung nhập vào nguyên giới. Tiếp đó nguyên giới bắt đầu thu nhỏ lại trôi đi hoàn thành xong mọi chuyện, hắn mới nói, chư thiên thần vật còn không nhiều, chờ ta quét sạch các đại giáo vô thượng cổ xưa thần vật sẽ càng nhiều hơn. Có thế giới thủ vào thời điểm kỷ nguyên tan biến thì sẽ có rất nhiều thần vật phun ra từ cánh cửa vĩnh sinh bám lên thế giới thụ, khi đó kỷ nguyên môn sẽ có bước nhảy vọt về chất, Đúng thế trời không tuyệt đường người, mỗi một lần sắp xảy ra thiên địa đại phá diệt cánh. Cửa vĩnh sinh sẽ xuất hiện phun ra rất nhiều thần vật vào chư thiên vạn giới, để cho người trong kỷ nguyên lấy được thần vật tu thành thiên quân trước khi hủy diệt ập tới. Đây cũng là thể hiện đạo lý thiên đạo xa xăm, lưu cho người ta một đường sinh cơ. Hỗn loạn thiên quân nói, có thế giới thủ kỷ nguyên môn chúng ta sẽ chiếm hết tiền cơ. Đúng rồi môn chủ ngài đi thiên nghi mẫu giáo thế nào, đột nhiên phong bạch vũ hỏi nhân hoàng bút yên thủy thiên các người xuất hiện đi thân thể phương hàn run lên hai cổ khí tức mạnh mẽ vọt ra đặc biệt là nhân hoàng bút vừa đi ra liền có rất nhiều pháp bảo cảm giác được khí tức áp lực cực đoan không nhịn được muốn quy bái ca ngợi là đế vương trong pháp bảo cánh tự do trượng truyền thuyết đều chấn động ngơ ngác nhìn nhân hoàng bút cảnh giới thiên địa nhất thể pháp bảo thần khí chân chính phương hàn xem ra ngươi đã đại chiến một trận với thiên mẫu Thần sắc hỗn loạn thiên quân vừa chuyển, lập tức đoán được chuyện đã xảy ra. Phương Hàn chỉ ra một cái suy diễn ra tình huống mình tiến vào thiên nghi mẫu giáo, mọi người liền thấy được một màn khiếp sợ. 33 cổ tự quả nhiên ở trong tay thiên mẫu. Hỗn loạn thiên quân lầm bẩm nói, nói như thế vậy, giá tâm chân chính của thiên mẫu đã bùng phát, quét ngang chư thiên trong kỷ nguyên này. Không sao 33 cổ tự của thiên mẫu có khắc chế rất lớn với trí bảo tam thập tam thiên của ta chỉ cần ta tu luyện trí bảo tam thập tam thiên đến cảnh giới thiên địa nhất thể sẽ có thể tiêu trừ hết khắc chế, ngược lại sẽ thừa cơ cướp lấy 33 cổ tự. Phương Hàn cười lạnh, ta vừa giao thủ với thiên mẫu, nữ nhân này thật là lợi hại, căn nguyên thiên quân hùng hồn ngay cả ta cũng không bằng. Tuy nhiên cũng không làm gì được ta, ngược lại ta còn chiếm lấy vạn vật mẫu kiếm, chứ mẫu còn giết chúa tể mộng huyễn cướp lấy thiên tôn thần y bị ta chiếm hết tiện nghi. Chờ ta hoàn toàn tiêu hóa chiến lợi phẩm lần này, tiến thêm một bước sẽ luyện chế trí bảo tam thập tam thiên thành tiên khí thánh phẩm thiên nghi mẫu giáo cũng không làm gì được hiện giờ kỳ nguyên môn đúng là người đông thế mạnh thiên quân đần đần đông lên trừ phương hàn chủ nhân ra linh lung phong bạch vũ vũ hoàng phong giao quang di bảo nhân hoàng bút yên thủy thiên hỗn loạn thiên quân cánh tự do trượng truyền thuyết huyền tần môn còn có thát đán thiên quân khảm bách thiên quân mà Phương Hàn kéo ra từ thiên nghi mẫu giáo. Đương nhiên, còn có một vị sĩ nhân vương là chúa tể nhân ma chuyển thế, tuy nhiên hiện giờ Phương Hàn phái ra đi thuyết phục các thiên quân nguyên thủy ma tông kết minh. Nhiều thiên quân như vậy liên hợp một chỗ tỏa chấn nguyên giới, đã đủ để giữ. Vững mọi mặt, nhất là chư thiên thần vật hồng mông điện này được nhiều thiên quân rót vào căn nguyên, thúc đẩy ba ngàn trận đồ ở trung tâm, những đường hồng mông khí rơi xuống ngưng tụ thành lốc xoáy thật lớn. Có thể nói thực lực kỳ nguyên môn hiện giờ đã hoàn toàn vượt xa khởi nguyên vương triều, chân lý thánh địa cùng thiên đình, ba đại thế lực thiên giới. Nhìn đông đảo thiên quân tụ tập dưới mái nhà, Phương Hàn có cảm giác đắc ý thỏa mãn. Tuy nhiên tình thế trước mắt vẫn rất ác liệt, kết thù với thiên nghi mẫu giáo, không biết lúc nào con rắn độc này sẽ lao lên cắn mình một cái. Nghe nói các lão cổ chúa tể chiến tranh cũng đã dục dịch. Phía thiên đình không cần nói chiêu binh mãi mã, liên hợp cao thủ chư thiên vạn giới ngoài ra địch nhân ẩn nấp cũng không thiếu long giới phật giới cũng không phải kẻ thiện nếu toàn bộ liên hợp lại nguyên giới kỷ nguyên môn khó mà chống nổi hiện giờ nguyên giới chúng ta lúc nào cũng trôi nổi trong thời không loạn lưu dù sao nguyên khí dư thừa năng lượng trôi nổi cũng không tính là gì như vậy không bằng phương hàn ngươi thi triển thần thông vô thượng quan sát đại thiên nhìn xem các thế lực thiên đình cùng chúa tể chiến tranh long giới phật giới rốt cuộc đang làm gì, để chúng ta làm ra đối sách tương ứng. Đột nhiên hỗn loạn thiên quân lên tiếng. Được, Phương Hàn đang có ý này ngón tay bắn ra, lập tức một quả cầu hư không cực lớn xuất hiện, vô số vị diện lưu chuyển trên đó. Một lát sau, liền xuất hiện hư ảnh thiên đình mười vạn đại châu, hình thể thiên đình to lớn hiện ra trong hư ảnh. Lúc này, thiên đình đã không còn cấm pháp bảo hộ nhưng vô số khí tức hùng mạnh phóng lên cao từng đạo từng đạo chấn đến mặt trời thiên giới cũng liên tục lay động, Khí tức thật mạnh mẽ, chúa tể pháp giới, năm đại thiên quân, còn có một đạo nguyên khí rất lớn ý chí võ đạo thật mãnh liệt, Phương Hàn liếc qua một cái bên trong khí tức mạnh mẽ kia có một đạo khí tức vô cùng to lớn mênh mông chiến ý trong đó ý chí võ đạo nồng đậm nghiêng trời lệch đất. Ở phía dưới khí tức kia là một người trẻ tuổi đang ngồi, bộ dạng cực kỳ khôi ngô cường tráng, làn da cổ đồng, hai mắt ẩn chứa tang thương vô tận sức bùng nổ vô cùng phát ra từ trên thân thể hắn. Lực lượng Trình độ sắc bén của người này không dưới chúa tể Vinh Hoa, lại là một vị cao thủ sánh ngang chung kết Thánh Vương, nhân vật khủng bố tu vi đạt đến 10 kỷ nguyên. Võ tổ, chúa tể võ giới, không ngờ hắn đột phá cảnh giới, đặt chân đến bước này. Sắc mặt hỗn loạn thiên quân vừa động, tu vi của hắn hiện giờ là 9 kỷ nguyên đỉnh phong, còn thiếu chút nữa là có thể đột phá đến cảnh giới chung kết Thánh Vương, pháp lực mạnh mẽ. Tuy, nhiên một bước này khó mà đột phá, phải dùng chư thiên thân vật vô địch dung nhập vào thân thể mới được. Đó là chúa tể nhẫn giới. Phương Hàn chỉ vào một tu sĩ ở trong hư không vặn vẹo không có chút khí tức. Tu sĩ này toàn thân áo đen hoàn toàn dung hợp vào không gian, bên trong thân thể hắn loáng thoáng thấy được một chữ nhẫn. Nếu không phải là Phương Hàn tuyệt đối không thể phát hiện được. Chúa tể võ giới chiếm được chữ võ phun ra từ cánh cửa vĩnh sinh, chữ võ này có lực lượng mạnh nhất, thấu hiểu được sẽ không dưới hai chữ càn khôn. Còn chú tể nhẫn giới chiếm được chữ nhẫn, cũng là một chữ cực kỳ mạnh mẽ. Tuy nhiên chúa tể nhẫn giới không có tu vi 10 kỳ nguyên hùng mạnh, mà ở 9 kỳ nguyên đỉnh phong. Nhưng thân thể dung hợp vào không gian, tới lui không bóng đáng, căn bản không làm gì được hắn. Ngoài ra Phương Hàn còn thấy được một số chúa tể thế giới hùng mạnh, đều liên hợp ở thiên đình, dường như đang tu luyện công pháp kỳ dị nào đó. Còn năm đại thiên quân thiên đình đều không nhúc nhích, năm người hợp nhất yên lặng tĩnh mịch, tiến vào sâu trong tạo hóa môn thiên đình. Toàn bộ thiên đình là do tạo hóa môn diễn hóa ra. Thế lực thiên đình cũng còn được. Hỗn loạn thiên quân nhìn rõ xong, phương hàn lại truyền cảnh, lập tức hắn bắt đầu chuyên hướng về phía vực thần bí thiên giới. Vực thần bí kia bị một cố khí chiến tranh hùng hồn bao phủ hợp thành một đoàn lốc xoáy ngân hà. Đó là chiến tranh tinh hà lốc xoáy, nghe nói đó là chỗ chúa tể chiến tranh đang ở, chúa tể chiến tranh là lão cổ trong chư thiên vạn giới, thậm chí có những thiên quân mới sinh ra còn không nghe qua danh hào của hắn. Thiên quân thông thường dù là biết tên vị cao thủ xa xưa này, cũng không thể suy tính ra hắn ở chỗ nào nghe nói chúa tể chiến tranh ở một chỗ vị diện tên là chiến tranh tinh hà lốc xoáy. Vị diện kia do nguyên lực chiến tranh vô cùng vô tận cấu tạo thành, bất kỳ kẻ nào tiến vào đó dù là thiên quân cũng sẽ bị chuyển hóa thành con rối chiến tranh. Hiện giờ, Phương Hàn muốn suy tính đại bí mật lớn nhất của chúa tể chiến tranh nên biết hắn là sư phụ của ứng thiên tình. Cũng chỉ có tu vi như Phương Hàn mới có thể suy tính được, thiên quân thông thường mà suy tính sẽ khiến cho chú tể chiến tranh cảm ứng một ý niệm truyền qua sẽ khiến pháp lực phản vệ, thiên quân sẽ trọng thương thậm chí nổ tung ngã xuống. Vĩnh sinh tác giả, mộng nhập thần cơ, chương 1462, thu nữ chiến tranh ngân hà lộc xoáy này thật là hùng vĩ, ngươi xem những tinh cầu kia, hợp thành lốc xoáy ngân hà, bên trong tinh cầu còn có các con rối chiến tranh, cùng môn nhân đệ tử chúa tể chiến tranh. Nhưng đã trải qua rất nhiều kỷ nguyên vẫn không đi ra đều nghỉ ngơi dưỡng sức. Mỗi lần kỷ nguyên tan biến, chúa tể chiến tranh đi ra thu chư thiên thần vật, ngoài ra chưa bao giờ lộ diện. Chỉ là người này tuy ít xuất hiện, nhưng ở nhiều kỷ nguyên trước, chúa tể chiến tranh uy danh hiển hách là một trong những người có hy vọng tu thành tiên vương. Hỗn loạn thiên quân nhìn Phương Hàn suy tính ra chiến tranh ngân hà lộc xoáy, vẻ mặt trầm tĩnh không có chút biểu tình. Tuy nhiên trong ánh mắt bùng lên ý niệm chiến đấu mãnh liệt, dường như muốn giao thủ cùng chúa tể chiến tranh một trận. Ngược lại trong lòng Phương Hàn biết rõ, Hỗn Loạn Thiên Quân là chúa tể hỗn loạn, nơi có hỗn loạn nhất định có chiến tranh, là chiến tranh mang tới hỗn loạn hay là hỗn loạn gây ra chiến tranh. Nói tóm lại hai đại đạo này có chút giống nhau, tuy nhiên Hỗn Loạn Thiên Quân hiện giờ không phải đối thủ của chúa tể chiến tranh, điều này là chắc chắn nhìn thủ đoạn chiến tranh ngân hà lốc xoáy suy tính ra phương hàn cảm thấy nếu mình đi đến chỉ sợ sẽ hết sức phiền toái tuy rằng không đến mức giữ nhiều lành ít nhưng mà tuyệt đối sẽ không dễ dàng thoát thân như ở thiên nghi mẫu giáo hơn nữa chiến tranh ngân hà lốc xoáy kia khắp nơi đều là tinh tuyển rậm rạp ở trên mỗi một tinh cầu đều là vô số con rối chiến tranh các con dối chiến tranh đều to lớn sừng sững như hòn núi thân thể sánh với võ sĩ thì quang nhất là ở trung ương tinh tuyền lại không nhìn ra tồn tại mạnh mẽ gì càng đi sâu vào lúc xoáy, vẫn là lúc xoáy, sâu đến vô hạn tựa như vực sâu vô địch. Căn bản không nhìn rõ chúa tể chiến tranh ở nơi nào, đột nhiên Phương Hàn phun ra một ngụm nguyên khí, tiên khí thánh phẩm Chu Thiên Nghi, bát bộ phù đồ không ngừng vận chuyển trong cơ thể, tinh thể thần quốc bản thân phát ra cảnh giới thiên địa nhất thể hắn lại suy tính khí tức của chúa tể chiến tranh. Ầm ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền ra từ bên trong lốc xoáy ngân hà xoay tròn tăng tốc mãnh liệt phát ra tiếng ô ô quỷ khóc thần gào vô số lốc xoáy cuối cùng biến mất xuất hiện một cái đàn tràng thật lớn đàn tràng này khắp nơi đều là binh khí đao kiếm câu xoa rơi búa thương mâu côn bổng trùy giản mỗi một kiện binh khí đều to như ngọn núi lớn đứng vững bên trong là từng và động phủ binh khí cùng động phủ đột nhiên bùng lên sát khí hung lệ bên trong mỗi một động phủ binh khí đều hiện rõ một cỗ khí tức mạnh mẽ là khí tức thiên quân vô địch hiển nhiên là cao thủ trong đàn tràng chiến tranh ở trung ương trăm ngàn binh khí này có một ngọn núi đựng đứng ngọn núi này cũng như một kiện binh khí chẳng qua không gọi được tên dường như là một kiện thần khí viễn cổ ở trên đỉnh núi kia có đựng một lều cỏ nho nhỏ hết sức đơn sơ tự nhiên tươi mát tuyệt đối khác với động phủ thiên quân không có khí tức khí thế hùng vĩ gì giống như nơi ở của khổ tu sĩ không có thần thông pháp lực ở thế tục. Tuy nhiên bên trong nhà cỏ này có một người đang ngồi, đó là một lão giả diện mạo già cỗi, hai mắt khẽ nhắm dường như đang tu luyện, lại giống như đang nhắm mắt dưỡng thần. Lão giả này giống như một lão già nông thôn bình thường, thậm chí bên cạnh hắn còn có một cái tẩu thuốc. Đây là chúa tể chiến tranh. Gần như tất cả thiên quân nguyên giới đang xem phương hàn thúc đầy y pháp lực đều nghi hoặc, tuy nhiên ánh mắt hỗn loạn thiên quân, Phong Bạch Vũ đều bắn ra ánh sao giống như thấy được đối thủ. Phong Bạch Vũ không phải hạng tầm thường, hắn chính là thích giả Thiên Quân chuyển thế, tu vi bí hiểm, hiện giờ đang khôi phục từng bước, tiến bộ mãnh liệt. Chú Tể chiến tranh sao lại giống như một lão nhân nông thôn nơi thế tục vậy? Hơn nữa trên người không có chút dao động pháp lực gì. Ánh mắt Di Bảo khó hiểu, ta xem ra đó là ảnh giả. Quả thật không giống như khí thế của Chú Tể chiến tranh. Chú Tể chiến tranh chúa tể của chiến tranh, cảnh tượng này hoàn toàn không phù hợp đại đạo của hắn. Linh lung, di bảo, phong giao quang, yên thủy thiên đều xôn xao. Nhưng mà, chỉ trong chớp mắt, lão giả đang ngồi trong lều cỏ đột nhiên mở mắt, mạnh mẽ nhìn về phía phương hàn, xuyên thủng vô số thời không vị diện, gần như nhìn thấu tất cả nguyên giới. Bụp, phía thiên nguyên giới như thêm một mặt trời, chiếu dọi sáng rực vô số tinh bích hệ trói mắt đến cực điểm. Tiếp đó mọi người liền thất thần lão giả đang ngồi trong am vươn một món tay đột nhiên cách hư không chỉ về phía nguyên giới. Lập tức bên tai mọi người cảm giác như có ngàn vạn binh mã đạp bước, vô số dòng thác chiến tranh bao phủ toàn bộ nguyên giới. ầm ầm trong nháy mắt này Phương Hàn cười lạnh, đột nhiên đứng lên đánh ra một quyền vào hư không, va chạm với một chỉ kia. Cả nguyên giới lập tức chấn động, tất cả đệ tử nhìn lên bầu trời, xuất hiện một cảnh tượng cả đời khó quên. Cái chỉ khổng lồ phá không bắn tới hung hăng va chạm cùng một thần quyền, khiến cho không gian xung quanh hoàn toàn bốc hơi mất đi biến thành hư vô. Thân thể phương Hàn vừa động nguyên giới lại phiêu dược, vù một cái biến mất khỏi hư không. Pháp lực của chú tể chiến tranh còn ở trên cả thiên mẫu, tuy nhiên trong tay thiên mẫu có 33 cổ tự nhưng cũng ngang hàng với nhau. Lần giao thủ này hắn cũng không chiếm. Tiện nghi gì, phương Hàn chỉ huy nguyên giới rời khỏi nơi này làm kẻ khác không thể suy tính vừa rồi sở dĩ chúa tể chiến tranh phát hiện vị trí của nguyên giới là vì cảm ứng được hắn suy tính hiện giờ hắn che giấu khí tức cùng thiên cơ lập tức rời đi trừ khi là tiên vương không ai có thể suy tính ra vị trí nguyên giới an toàn vô cùng vậy bây giờ chúng ta làm sao đây hỗn loạn thiên quân nói thấy rõ chúa tể chiến tranh rất mạnh mẽ một ý niệm có thể xuyên qua trừ thiên vạn giới trực tiếp công kích chỉ cần bại lộ vị trí nguyên giới chúng ta vậy sẽ tiến đến tấn công nếu liên hợp với thiên mẫu nguyên giới chúng ta chưa chắc có thể ngăn cản được. Cho nên còn phái tích tụ thực lực. Phương Hàn nói với Phong Bạch Vũ, Phong Bạch Vũ, thiện ác tịnh vương Phật sư huynh của ngươi bây giờ còn đang bị phong tỏa ở Phật giới. Không thể thoát ra, đúng thế, pháp lực của thiện ác tịnh vương Phật đà tới 9 kỷ nguyên đỉnh Phong, chỉ thiếu một bước là có thể tới 10 kỷ nguyên. Tuy nhiên huynh ấy không phải thật sự nổi điên, mà thời điểm tu luyện một môn Phật công vô thượng bị thế gian vô lượng Phật ám toán đánh vào trong một kiện chư thiên thần vận ác độc, cho nên mới bị điên cuồng. Vì thế, thế gian vô lượng Phật mới nhốt huynh ấy lại liên hợp các Phật chủ chấn áp hiện giờ đánh chủ ý luyện hóa huynh ấy, để cho tu vi của mình đạt tới cảnh giới tiên vương. Phong Bạch Vũ lạnh lùng nói, Phương Hàn, kỳ thật ta vẫn muốn đi Phật giới một chuyến giải cứu sư huynh ra, hoặc là chém giết thế gian vô lượng Phật, miễn cho hắn tai họa nhân gian. Ừ, điều này không tệ ta cũng đang có ý này mượn dùng phật đà thiên quân tu luyện trí bảo tam thập tam thiên của ta thuận tiện cũng đi long giới một chuyến phương hàn gật đầu đương nhiên cùng lúc đi phật giới cùng long giới ta phải thuận tiện đi tìm hạ lạc của tam sinh thạch cùng chúa tể nguyên thủy ta có một tàng bảo đồ cướp được từ trên người hoa thiên đô vừa nói phương hàn lấy ra tàng bảo đồ mọi người xem tàng bảo đồ kia liền chật chật tán thưởng phương hàn xem ra ngươi là khắc tinh của hoa thiên đô mà không thể coi thường hoa thiên đô này ta liên tiếp giết hắn đều để hắn chạy thoát được đủ thấy trên người hắn có tồn tại số mệnh nhất định hiện giờ tu vi ta cao thâm có lĩnh ngộ độc đáo với đạo vận mệnh chỉ sợ người này là một con cờ của tạo hóa tiên vương có tạo hóa tiên vương thay đổi vận mệnh của hắn là tồn tại chuyên môn chống lại ta tuy nhiên chỉ là một hoa thiên đô cũng muốn chống lại ta đúng là cho cười chỉ là chuyện trước mắt có chút khẩn cấp phải nhanh chóng tăng lên thực lực. Chúng ta tu luyện một ngày trước, ngày mai ta đến an bài mọi chuyện. Hoặc là đi Phật giới, hoặc là đi Long giới, hoặc là đi tìm bảo tàng Chúa Tể Nguyên Thủy. Được, mọi chuyện nghe ngươi an bài. Đám người hỗn loạn thiên quân nhoáng một cái liền xuất hiện ở một mặt nguyên giới kia, tọa chấn một phía. Nguyên giới hết sức rộng lớn, mỗi một vị thiên quân đều chia ra tọa chấn một hướng. Tiếp đó, các thiên quân đều rồi đi, linh lung di bảo giao quang thủy thiên các nàng lưu lại đi thần niệm phương hàn vừa động bốn nữ nhân này đều bị giữ lại nhìn phương hàn đang ngồi ở giữa linh lung cùng phong giao quang liếc nhìn nhau lại nhìn sang yên thủy thiên cùng di bảo cảm thấy có chút xấu hổ bởi vì trong bốn nữ nhân này di bảo cùng yên thủy thiên đều là nữ nhân của phương hàn từng có quan hệ thân mật thậm chí nước sữa giao hòa còn Linh Lung cùng Phong Giao Quang đều chỉ là quan hệ bằng hữu với Phương Hàn. Tuy rằng hiện giờ Phương Hàn là môn chủ kỳ nguyên môn nhưng quan hệ với Phương Hàn vẫn chỉ là bằng hữu. Phương Hàn, huynh còn có gì muốn nói ư? Ngữ khí Linh Lung hơi trần chờ. Cũng không có gì, lần này ta tiến vào Thiên Nghi Mẫu giáo, cướp lấy chữ mẫu huyền bí, tìm hiểu huyền cơ có một chút lĩnh ngộ. Các nàng đều là nữ tử cùng ta tu luyện sẽ có phụ trợ cùng chỗ tốt rất lớn cho nên giữ các nàng lại cùng ta tu luyện. Còn nữa, linh lung giao quang các nàng đều làm thê tử của ta đi bởi vì tu luyện này cần âm dương giao hòa lấy tu vi của ta hiện giờ vào thời điểm kỷ nguyên tan biến nhất định phải đánh vào tiên vương đại đạo chém giết hết thảy các nàng đi theo ta nhất định sẽ được thủ hộ tốt nhất trong kỷ nguyên này phương hàn vung tay nói rất tự nhiên cái gì linh lung tiên tôn lắp bắp kinh hãi cùng phong giao quang nhìn nhau làm thê tử của huynh vĩnh sinh tác giả mộng nhập thần cơ chương 1463, 5P. Đúng thế, làm thế tử của ta, cùng ta tu luyện mới danh chính ngôn thuận. Ta lĩnh ngộ chữ mẫu kia là huyền bí của thiên nghi mẫu giáo, có thể tìm hiểu huyền cơ vận chuyển nhật nguyệt, vô thượng đại đảo vũ trụ âm dương giao hợp. Phương Hàn thản nhiên nói, tự nhiên có một loại cảm giác bá đạo thuần phục vạn vật. Bằng tu vi của hắn hiện giờ thật sự có thể thấu hiểu thiên cơ nô dịch đại đạo, mỗi câu đều là chân lý mỗi lời là châu ngọc không ai có thể làm trái lời hắn. Mỗi một câu hắn nói ra, vô tình làm cho người ta cảm thấy đương nhiên. Chỉ là Linh Lung, phòng giao quang còn có chút xấu hổ nhất là nhìn sang Di Bảo, Yên Thủy Thiên, cảm thấy không bỏ được mặt mũi. Nhất là Linh Lung, năm đó ở thế tục có tu vi vô thượng, quân lâm thiên hạ, là đệ nhất cao thủ đại thế giới huyền hoàng. Thời điểm đó Phương Hàn chẳng qua là một kẻ yếu đuối, thiếu chút nữa làm đệ tử Linh Lung phúc địa. Còn bây giờ lại làm thế tử của Phương Hàn, có chút không thích ứng được cảm tình. Tuy rằng Phương Hàn hiện giờ đã thành thế lớn, căn bản không ai có thể cản được bước đi của hắn trong lòng Linh Lung rất rõ ràng, tuy nhiên trong lòng của nàng vẫn có một tia khúc mắc. Nhưng nói đi nói lại, nếu Linh Lung muốn tìm trượng phu Phương Hàn là lựa chọn tốt nhất, bởi vì đã không tìm được nam tử có tiềm lực như thế ở trong chư thiên này. Linh Lung, nàng không cần do dự, nàng từng quấn quanh tình kiếp trên thân thể ta cuối cùng không giải quyết được gì nhưng tình kiếp rất sâu căn bản không thể rút ra được nàng muốn tiến lên phải cùng ta kết làm vợ chồng âm dương song tu mới có thể đoạt được tu vi vô thượng đồng thời chân chính luyện hóa tình kiếp tìm hiểu một chữ tình dung hòa một thể về sau mới có hy vọng tìm hiểu cảnh giới tiên vương phương hàn đột nhiên chỉ ra con sông dài vận mệnh mạnh mẽ bao phủ trên người linh lung tiếp đó từ trong con sông vận mệnh hiện ra một linh lung hoàn toàn mới trên người linh lung mới này lại quấn quanh những sợi tình kiếp, khiến cho cảnh giới không thể tăng lên. Những sợi tình này như xiềng xích, trói chặt người ta, có trở ngại rất lớn với việc tăng lên cảnh giới. Đáng tiếc, tình kiếp này người bình thường không biết, tuy nhiên phương hàn cô động dòng sông vận mệnh có thể chiếu dọi ra, hắn thấu hiểu tất cả tu vi cùng trói buộc trên người linh lung. Tình kiếp của ta đã khắc sâu như thế, không phải đã sớm bị ta luyện hóa rồi sao, linh lung lắp bắp kinh hãi, nhìn vô số sợi tơ tình kiếp quấn quanh thân thể mình cả người phát run thế nào phương hàn nhàn nhạt đợi linh lung trả lời vậy thì ta liền làm thê tử của huynh chém đi tình kiếp linh lung nhàn nhạt nói đã đồng ý vậy phong giao quang nàng thì sao phương hàn quay đầu hỏi phong giao quang muội tự nhiên vô cùng vui lòng vậy chúng ta bắt đầu xong tu đi phong giao quang cười nói lại còn có vẻ gấp gáp nàng đã sớm có ý thật lâu với Phương Hàn hiện giờ có chuyện tốt như thế tự nhiên đồng ý còn không kịp. Được rồi các nàng ngồi yên đó. Phương Hàn hợp hai tay đột nhiên trên đỉnh đầu xuất hiện một chữ mẫu, ở bên trên chữ mẫu kia từng tia vạn vật mẫu khí tỏa xuống, rót vào trong cơ thể bốn người. Lập tức, Linh Lung, Di Bảo, Yên Thủy Thiên, Phong Giao Quang bốn nàng toàn thân chấn động, như muốn bay lên không trung, mẫu nghi thiên hạ, thuần âm mẫu khí đại thịnh. Mẫu khí này tầm bổ nữ nhân, nhưng sẽ dễ tạo cho nữ nhân tính cách tự cao tự đại không xem ai ra gì cái này cần phương hàn dùng khí dương cương mãnh liệt áp chế điều hòa âm dương mới có ích lợi tiến thêm một bước trên đại đảo đương nhiên nếu nam nhân thật quá yếu ớt nhất định sẽ bị hút khô chỉ là bằng tu vi mạnh mẽ như phương hàn song tu cùng bốn nàng khẳng định sẽ càng tăng thêm ích lợi mỗi người đều có được chỗ tốt rất lớn soạt soạt thân thể phương hàn biến thành bốn mỗi một thân thể đều phát ra khí đương cương không gì sánh bằng cả người trần trụi ôm lấy bốn nữ lập tức kết thành một cái kén thủy tinh thật lớn. Thân thể bốn nàng đều kết hợp một thể cùng Phương Hàn, song song tu luyện. Lấy căn nguyên thiên quân của Phương Hàn hiện giờ dù là chia làm bốn cũng có thể hoàn toàn ngăn chặn bốn nàng, để cho các nàng được dễ chịu lớn nhất. Tất cả lĩnh ngộ đại đạo của Phương Hàn, lĩnh ngộ chư thiên thần vật trong cơ thể đều có thể truyền sang cho các nàng. Từng đợt sóng chiều dao động trong nguyên giới, phương hàn cùng linh lung va chạm lẫn nhau vô số tinh thể thần quốc tiến vào trong thân thể linh lung toàn thân linh lung đỏ hồng vẻ mặt đầy thần sắc say mê ở bên trong dòng sông vận mệnh từng sợi tơ tình trên thân thể nàng đứt gãy toàn bộ vận mệnh của bản thân hết sức hoàn mỹ đã không còn một tia tạp chất lập tức nàng cảm giác được tu vi của mình liên tục tăng lên một dòng ấm áp trong cơ thể giao hòa cùng khí tức của phương hàn diễn sinh ra một thứ gì đó mới lạ Cùng lúc đó, Phương Hàn cùng Phong Giao Quang đang hoạt động mãnh liệt, không ngừng biến hóa đủ loại tư thế trong thân quốc của riêng mình. Mái tóc dài của Phong Giao Quang tung bay rối loạn, rơi vào cảnh giới vong tình, liên tục hét to, ánh mắt mê ly, sắc mặt ngày càng hồng hào. Trên thân thể nàng phát ra từng dòng khí màu tím bốc hơi ngưng tụ thành một đám phủ văn để cho pháp lực bản thân nàng lại tăng lên đến cực điểm. Âm ầm, ngay khi Phương Hàn tiến hành từng đợt va chạm mãnh liệt liên tục với Phong Giao Quang, đột nhiên phong giao quang thét to một tiếng cả người chấn động tần suất vận chuyển trong cơ thể phối hợp cùng thiên địa không nói chính xác là tần suất thiên địa theo nguyên khí vận chuyển trong thân thể phong giao quang mà rung động đây là đại thần thông vô địch cảnh giới thiên địa nhất thể bản thân phong giao quang là một kiện pháp bảo nàng là thiên hoàng kính chuyển thế thiên hoàng kính hết sức huyền ảo tu thành tiên khí thánh phẩm tu vi dần dần viên mãn gần như đạt đến cảnh giới thiên hoàng năm xưa. Thiên hoàng ở thế tục là thiên quân vô thượng, sư phụ là hồng mông đạo nhân tuyệt không tâm thường. Nhân hoàng bút tu thành cảnh giới thiên địa nhất thể, thiên hoàng kính cũng tự nhiên không ngoại lệ. Địa hoàng thư, thân thể phương hàn vừa động, một quyển sách thật lớn chui ra từ thân thể, chính là địa hoàng thư. Bên trong quyển sách này ghi lại vô số văn tự dấu hiệu địa hoàng đạo đều đánh vào trong thân thể phong giao quang. Địa hoàng thư vốn ở trên thân thể Tô Tú Y, đáng tiếc Tô Tú Y trực tiếp bị Phương Hàn chém giết, quyển sách này liền rơi vào tay hắn. Chỉ là hiện giờ quyển sách này đã không tính là gì đối với Phương Hàn nhưng đạo lý trong đó hết sức hữu dụng với phong giao quang. Trong quá trình song tu Phương Hàn dung nhập địa hoàng thư vào trong thiên hoàng kính, để cho chân lý tam hoàng viên mãn. Nhân bản lại nhân hoàng bút rèn luyện chư thiên, phương hàn vung tay chụp tới vô số tinh thể ngưng tụ một lần nữa biến thành nhân hoàng bút cũng dung nhập vào trong cơ thể phong giao quang nhân hoàng bút là thiên tinh thạch rèn thành phương hàn đã lĩnh ngộ được toàn bộ nhân hoàng đạo trong đó đắp nặn ra một kiện nữa cũng không phải chuyện gì khó nên biết tu vi hiện giờ của hắn mạnh mẽ hơn nhiều so với thiên địa nhân tam hoàng ở thế tục năm xưa hắn rèn ra pháp bảo ở bên trong nguyên giới có thần vận gần như vô cùng vô tận hết sức tiện lợi cho nên nhân bản gia nhân hoàng bút cũng là chính thống, thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả chính thống. Nhân hoàng bút vừa đánh vào trong cơ thể phong giao quang tam hoàng đạo trong người phong giao quang lập tức viên mãn thân thể của nàng tu luyện đến cảnh giới thiên địa nhất thể, lại tiếp nhận vạn vật mẫu khí mang theo tu vi sáng lập vạn vật, diễn vạn vật chiếm được biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phương Hàn, rốt cuộc có thể song tu cùng huynh. Phong giao quang ánh mắt mị như tơ không ngừng thở độc, không thể tưởng được huynh mạnh như thế biến cả người muội đều mềm yếu, đây là cảnh giới thiên địa nhất thể. Cứ thế đã thành rồi. Kỳ thật ở thế tục muội đã muốn song tu cùng huynh, đáng tiếc ở thời điểm đó huynh luôn tìm kiếm Phương Thanh Tuyết, tình sâu nghĩa nặng với nàng. Đúng thế, các nàng đều là thê tử của ta, tương lai Phương Thanh Tuyết cũng sẽ trở thành thê tử của ta cùng nhau vượt. Qua vô số đại kiếp nạn kỳ nguyên, cuối cùng thành tựu vĩnh sinh đạo người có thể đi cùng ta làm bạn bên cạnh phương hàn ta đều có thể thành tựu đại đạo vĩnh sinh thân thể phương hàn còn đang kịch liệt đánh sâu vào rót từng cổ nguyên khí vào trong người phong giao quang đẩy nàng lên đỉnh cao hạnh phúc đồng thời còn đang củng cố tu vi ngược lại yên thủy thiên di bảo cùng phương hàn ngựa quen đường cũ song tu không có chút cứng nhắc từng cỗ vạn vật mẫu khí kết hợp với chân nguyên thân thể đều có được chỗ tốt cùng hứng khởi rất lớn đều ở trong cảnh giới vui thích mãnh liệt đến sau tiếng kêu của di bảo cùng yên thủy thiên ngày càng lớn lúc cao lúc thấp như đang so đấu với nhau chấn động nguyên giới liên tục lay động động tác của phương hàn ngày càng mãnh liệt nghe tiếng kêu không chút kiêng nể của di bảo cùng yên thủy thiên linh lung cùng phong giao quang cũng không nhịn nổi bắt đầu thét to lên âm điệu của các nàng ngày càng cao cuối cùng đạt tới cực điểm mới dần dần chậm rãi hạ xuống tiếp đó khí tức cực kỳ mạnh mẽ chậm rãi phóng ra từ trên thân thể các nàng các nàng tu luyện một trận với phương hàn hoàn toàn chiếm được chân lý mẫu dung hòa tất cả đạo tu luyện thiên nghi mẫu giáo, thậm chí cảm ngộ đại đạo của Phương Hàn. Hơn nữa lấy bốn đối một, không ngừng cùng Phượng Hàn tu luyện rèn luyện nguyên khí. Một lần lại một lần sinh ra biến hóa thoát thai hoán cốt. Phong giao quang trực tiếp thành tựu cảnh giới thiên địa nhất thể, còn linh lung cũng được lợi không nhỏ. Điên cuồng qua đi bảo tướng trang nghiêm, sau lưng sinh ra một vòng hào quang, có hồng mông khí, có chu tiên khí, có vạn vật mẫu khí, có thiên táng khí, đủ loại nguyên khí đều bị nàng nắm giữ. Vận mệnh nguyên thần của nàng lại càng sáng tỏ tiền đồ là một mảnh trong sáng, không có chút tạp chất trở ngại. Hồng mông điện như có cảm ứng với nàng, đột nhiên co rút thành như hạt bụi tiến vào mi tâm của nàng. Vĩnh sinh tác giả, mộng nhập thần cơ, chương 1464, ma giới phương hàn đồng thời tu luyện cùng các nàng linh lung, yên thủy thiên, di bảo, phong giao quang, tu vi đã gia tăng không ít. Các nàng tu luyện bản mạng tinh hoa cũng kết hợp với đại đạo bản thân hắn diễn sinh ra những thứ mới, khiến cho tinh thể thần quốc của hắn không còn là hình góc cạnh nữa, mà trở thành những hạt như thủy ngân, vô cùng mượt mà, mài bằng góc cạnh, trở nên hoàn mỹ. Trước kia, mỗi một tinh thể thần quốc cấu thành thân thể phương hàn đều có hình góc nhọn xinh đẹp, mỗi một tinh thể thần quốc đều có hình dạng khác nhau, đại biểu kỳ nguyên đạo vô hạn mà không tuần hoàn. Nhưng hiện giờ các hạt tròn đều nhưng trên bản chất đều có khác nhau mặt ngoài tương tự nhưng hàm nghĩa bất đồng còn trước kia ở mặt ngoài khác nhau hàm nghĩa lại không giống một nội một ngoại tính chất thay đổi nghiêng trời lệch đất giống như thay đổi triều đại tới lúc này kỳ nguyên đạo của phương hàn mới xem như bắt đầu viên mãn chân chính có năng lực đánh sâu vào tiên vương hắn thở ra một hơi bốn phân thân hợp nhất biến thành thân thể mình cao lớn khôi ngô mang khí thế hùng bá thiên địa bàn tay vừa lật thiên địa đảo ngược vừa đậm chân càn khôn rách nát thở một hơi mây mù bốc lên, nhắm mắt lại trời đất u tối. Ô, ô ô ô, tiếng quỷ khóc thần gào bùng lên từ sâu trong nội tâm hắn hắn há miệng phun ra một đoàn khí bẩn. Đoàn khí bẩn này không phải vật chất, mà là đủ loại kiếp nạn trở ngại trong vận mệnh tương lai của hắn. Không ngờ trong lúc song tu hắn làm cho tiểu túc mệnh thuật càng thêm tinh thâm, thời điểm hô hấp chiếu dọi tương lai bắt lấy đủ loại kiếp nạn tương lai sau đó cô đọng ra khỏi thân thể. Thủ đoạn hóa giải kiếp số này gần như là thủ đoạn của tiên vương. Cho nên tiên vương vĩnh viễn sừng sững trên đỉnh thế giới, sẽ không bị chút thiệt thòi. Các nàng phong giao quang, di bảo, yên thủy thiên, linh lung tỉnh lại từ đỉnh cao hạnh phục, bắt đầu bế quan tu luyện những gì mình có được. Nguyên khí toàn thân phóng lên cao rót vào tinh bích hệ nguyên giới, khiến cho tầng tầng cấm pháp ở ngoài nguyên giới càng thêm chắc chắn. Nhất là linh lung có được chỗ tốt rất lớn, đến lúc này nàng mới chân chính trở thành chủ nhân hồng mông điện tu vi tăng vọt hơn cả một kỷ nguyên bằng vào uy lực vô thượng của hồng mông điện lực lượng của nàng đã so sánh được với cao thủ hạng nhất như tử vong thiên quân hơn nữa pháp lực của nàng còn đang không ngừng tăng mạnh lĩnh ngộ đại đạo bản than linh lung đại la thiên cũng bắt đầu viên mãn sau khi tìm hiểu hồng mông thiên đạo vận chuyển lực hồng mông trừ phương hàn ra thì không ai sánh bằng phong giao quang trực tiếp chiếm được chân lý tam hoàng tu thành cảnh giới thiên địa nhất thể yên thủy thiên di bảo đều chiếm được đại đạo thiên nghi mẫu giáo so sánh lại pháp lực của bốn nàng khi chưa xong tu quả thật không cần phải so sánh phương hàn vừa vận chuyển nguyên khí trong người lập tức cảm giác được trong khi xong tu lại có hai kiện trí bảo tam thập tam thiên thăng cấp thành tiên khí thánh phẩm hắn xong tu cùng bốn nàng diễn sinh ra căn nguyên thiên quân cực kỳ hùng hồn Tu vi căn nguyên tương đương trực tiếp sinh ra mấy thiên quân đều đổ vào trong trí bảo tam thập tam thiên. Vốn trí bảo tam thập tam thiên còn có 20 kiện biến thành tiên khi thánh phẩm, hiện giờ đã gần 30 kiện. Chỉ cần giết thêm mấy cao thủ vô địch, khẳng định có thể thành công. Hơn nữa, quan trọng nhất là thời điểm phong giao quang thăng cấp cảnh giới thiên địa nhất thể, Phương Hàn cũng theo tần suất kia lĩnh ngộ khắc sâu hơn cảnh giới thiên địa nhất thể. Trí bảo tam thập tam thiên đã có xu hướng thăng cấp thân thể của hắn đã là cảnh giới thiên địa nhất thể, bát bộ phù đồ cũng là cảnh giới thiên địa nhất thể. Hiện giờ chỉ còn lại trí bảo tam thập tam thiên không phải cảnh giới thiên địa nhất thể. Nếu trí bảo tam thập tam thiên cũng thăng cấp tới cảnh giới thiên địa nhất thể như vậy, 33 cổ tự trong tay thiên mẫu đã không còn chút uy hiếp với Phương Hàn. Hiện giờ Phương Hàn đang theo đuổi điều này. Nếu không phải cổ tự có uy hiếp với bảo bối của Phương Hàn ngày đó, Phương Hàn cũng sẽ không lập tức bỏ chạy nếu không Phương Hàn sẽ giết chóc một trận như ở thần giới, khởi nguyên vương triều, đảo loạn thiên nghi mẫu giáo đến long trời lở đất, ít nhất phải bắt hết mấy cô nàng chúa tể kiêm gia, chúa tể khinh vũ về làm nữ nô mà không đơn giản như giết chúa tể mộng huyễn. Không cần bao lâu ta sẽ triệt để nắm giữ cảnh giới thiên địa nhất thể, tùy tiện luyện chế pháp bảo đều là cảnh giới thiên địa nhất thể. Bởi vì kỳ nguyên đạo độc đáo của ta có thể cất chứa hết thảy cảnh giới. Trong lòng Phương Hàn vô cùng tin tưởng. Đột nhiên, trong lòng hắn vừa động, ngón tay bắn ra liền truyền lại một cảnh tượng, hiện lên hình thể xỉ nhân vương chúa tể nhân ma truyền thế, môn chủ, các vị ma chủ nguyên thủy ma tông đã bị ta khuyên, đáp ứng kết minh cùng kỷ nguyên môn chúng ta, tuy nhiên muốn đích thân gặp ngài. Tiếp đó rác một tiếng, hình ảnh kia biến mất, dường như chỉ truyền đến một tin tức. Ô, tâm thần phương Hàn vừa động, biết một cái phân thân của mình ở trong thân thể xỉ nhân vương chúa tể nhân ma truyền thế. Tuy nhiên hiện giờ Sĩ Nhân Vương dường như tiến vào ma vực cổ quái, phân thân mất đi liên hệ với bản thân, mình phải đi một chuyến mới được. Thế lực Nguyên Thủy Ma Tông rất lớn, có một ma giới. Tuy rằng chúa tể Nguyên Thủy đã tử vong, nhưng ma đạo không suy yếu, Nguyên Thủy Ma Tông còn có rất nhiều cao thủ, lão cổ rất mạnh mẽ, như là chúa tể Xuân Thu nghe nói còn có chúa tể Hung Sát, mặt khác còn có cao thủ khác, thậm chí nghe nói có tu vi Chín kỳ Nguyên đỉnh phong. Các lão cổ này đã sớm chống lại Thiên Đình. Nếu có thể chiêu an ma giới, cũng thu vào kỳ nguyên môn hoàn toàn khiến cho các ma đầu này thuần phục, sẽ là một tích tụ rất lớn. Đáng tiếc cho dù là chiêu an các ma đầu này vẫn là nhân tố không yên ổn. Nên biết người ma môn không đáng tin căn bản không giữ chữ tín một khi có tình huống, thậm chí sẽ phản bội. Hơn nữa Phương Hàn biết, nếu mình chiêu an bọn họ tiến vào nguyên giới ngược lại sẽ lãng phí rất nhiều chư thiên thần vật đoạt lấy nguyên khí thiên mạch nguyên giới sử dụng cho riêng mình hiện giờ tuy rằng tài nguyên nguyên giới phong phú nhưng không chịu nổi miệng ăn núi lỡ hơn nữa đưa tài nguyên cho một đám người tùy lúc có khả năng phản bội khẳng định phương hàn không chịu tuy nhiên hắn có tính toán phong bạch vũ đi theo ta đi gặp các ma chủ ma tông cùng nhau thương lượng đại kế kết minh đồng thời chúng ta hàng phục dư nghiệt nguyên thủy ma tông còn có thể đi tìm tung tích tam sinh thạch cuối cùng giải cứu thiện ác tỉnh vương Phật, náo loạn Phật giới long trời lở đất, sau đó để ngươi trở lại vị trí chúa tể Phật giới. Thế nào, Phương Hàn đã sớm tính trước, gọi Phong Bạch Vũ tới. Phong Bạch Vũ lập tức trả lời lại. Phương Hàn vất tay thu vào trong thế giới của mình, khoảng khắc biến mất, rời khỏi nguyên giới đi lên đường đến ma giới. Tiếng nói của hắn còn ở trong nguyên giới, các vị nguyên giới, các người thủ hộ toàn thế giới, không nên ra ngoài, cần phải tu luyện thêm bồi dưỡng đệ tử hiện giờ là thời kỳ đặc biệt, bảo hộ căn bản quan trọng hơn. Dù là Phương Hàn cùng Phong Bạch Vũ rời khỏi nguyên giới, bên trong nguyên giới còn có đại cao thủ hỗn loạn thiên quân, ngoài ra bốn nàng tu vi đại tăng cũng không nhỏ. Trường truyền thuyết, cánh tự do, huyền tờ môn, vũ hoàng, các cao thủ này liên hợp lại thì người thường không thể xâm lấn được. Hơn nữa đông đảo đệ tử kỳ nguyên môn có một số đang bên bờ thăng cấp như là đám người tinh vân bảo bảo, già lam, long huyên tinh chủ, đều có tu vi thiên chủ vô thượng. Sau khi cắn nuốt hài cốt thiên quân thần tộc viễn cổ đã ở bên bờ tùy lúc có thể thăng cấp, có lẽ Phương Hàn ra ngoài một chuyến trong đó sẽ có mấy người thăng cấp cảnh giới thiên quân. Khó trách đệ tử kỳ nguyên môn tu hành nhanh như thế, mà là tài nguyên quá phong phú. Hít thở hoàn toàn là nguyên khí thiên mạch, chứ thiên thân vật dung nhập vào cơ thể không cần tiền, các loại công pháp tu hành nhiều đếm không xuể. Ba ngàn đại đạo muốn học loại nào cứ việc học loại đó, còn lúc nào cũng có thiên quân truyền thụ đại đạo thiên âm, các loại tiên đan thánh phẩm ăn như đường đậu, dù là một con heo cũng có thể tu luyện đến cảnh giới thiên địa đông thỏ. Hơn nữa chủ yếu nhất là phương Hàn nắm giữ chữ kiếp trong tay có tác dụng suy yếu thiên kiếp rất mạnh. Bởi vì tu luyện quá mức dễ dàng, cho nên thời điểm đệ tử độ kiếp sẽ rất khó vượt qua được, thậm chí đến lúc vượt qua kiếp số kim tiên, uy lực còn khủng bố hơn cả thăng cấp thánh nhân so với ở bên ngoài nhưng dưới chữ kiếp của Phương Hàn đều bình yên vượt qua. Điều này làm cho thực lực trình thể kỳ nguyên môn tăng vọt, khi mà đông đảo liên hợp lại rót pháp lực của mình vào trong tinh bích hệ nguyên giới, đó là một con số trên trời. Trong khi thực lực kỳ nguyên môn ngày càng tăng lên, Phượng Hàn cùng Phong Bạch Vũ đã đi vào thời không loạn lưu vĩnh hằng, nhìn về phía một thế giới vô cùng to lớn. Thế giới này rộng lớn như thần giới, tuy nhiên ma khí sâu đậm khắp nơi đều có lốc xoáy ma khí, vô số ma đầu trôi nổi giữa không trung xung quanh ma bay quỷ khóc ma đầu tiêu binh rác rưởi nhất cũng là thiên tiên đây là ma giới nếu muốn hỏi trong chư thiên chủng tộc nào nhiều nhất sợ rằng trăm câu trả lời đều là một là ma giới ma đầu ở ma giới có lớn có nhỏ đủ loại thiên ma địa ma nhân ma yêu ma thú ma tâm ma cổ ma ngũ ẩn ma linh ma phệ ma ước chừng mấy ngàn vạn loại mỗi một loại ma đều có năng lực độc đáo cao thủ bên trong ma giới nhiều như mây. tuy nhiên ma giới cũng có nhược điểm chính là không có người làm chủ. năm đó chúa tể nguyên thủy là bá chủ lợi hại nhất trong các tiên vương, dù là tạo hóa, khởi nguyên, chân lý cũng phải cam bái hạ phong. mỗi một văn minh, chúa tể một kỷ nguyên ma giới đều sẽ chinh chiến không ngừng cùng kỷ nguyên này. có thần ma đại chiến, thú ma đại chiến, long ma đại chiến, phật ma đại chiến. Yêu ma đại chiến, tiên ma đại chiến. Ma giới từ trước đến nay là địch nhân lớn nhất của vạn tộc. Nhưng mà về sau ngã xuống ma giới liền không gượng dậy nổi. Vĩnh sinh tác giả, mộng nhập thần cơ. Chương 1465, hàng ma đây là ma giới, vô số thiên ma, thánh ma thành đàn đáng tiếc là mặt trời đã xuống núi, không còn khôi phục lại được vinh quang năm xưa. Phương Hàn cùng Phong Bạch Vũ đi tới cửa vào ma giới, nhìn đoàn đoàn ma vân tinh vực hùng hồn bên trong không khỏi âm thâm cảm thán nhất là phong bạch vũ phi thường quen thuộc ma giới nên biết phật cùng ma là tử địch hàng năm phật giới đều chinh chiến ma giới bắt lấy vô số ma đầu trong đó sau khi độ hóa trở thành hộ pháp phật giới rất nhiều hộ pháp minh vương kim cương đều là ma đầu hùng mạnh bắt ra từ ma giới năng lực sinh sản của ma đầu cực kỳ mạnh có những ma đầu trong một năm có thể dưỡng dục ra vô số ma đầu lớn nhỏ tâm ma lại càng khủng bố tùy sinh tùy diệt, còn theo tâm ý thay đổi mà thay đổi nơi có chúng sinh sẽ có tâm ma. Vô số tu sĩ tu luyện tâu hỏa nhập ma, một thân tu vi đều sẽ bị tâm ma cướp đi sau đó tâm ma phi thăng vào ma giới, trở thành ma đầu. Cả chư thiên vạn giới, mỗi ngày có bao nhiêu tu sĩ tẩu hỏa nhập ma, lại có bao nhiêu tâm ma sinh ra, khó trách năm đó tâm ma lão nhân còn chưa tu thành thiên tiên, đã được xưng là tâm ma bất diệt hắn sẽ bất diệt, phàm là sinh linh nhân gian có tâm ma hắn sẽ có thể trọng sinh. Tuy nhiên hiện giờ Phương Hàn đã biết, tâm ma lão nhân chính là chúa tể tâm ma chuyển thế một trong các thiên quân ma chủ mạnh nhất dưới chướng chúa tể nguyên thủy năm xưa. Đương nhiên Sích Viên Ma Tôn cũng là một trong các ma chủ mạnh nhất, hai người đều đi ra từ cùng ma môn. Chỉ là hai đại ma chủ này hiện giờ không biết đi nơi nào. Phương Hàn suy tính bọn họ trốn ở một nơi thân bí tu luyện ma công vô thượng, chờ đợi một ngày rời núi hơn nữa phương hàn cảm thấy hai vị ma chủ này nhất định có kỳ ngộ nhất định tu thành thiên quân lại còn rất có thể chiếm được bí mật ma môn nếu không bằng đạo suy tính của phương hàn không thể nào không tính ra được tung tích của bọn họ ma giới cực kỳ hiểm ác khắp nơi đều là ma đầu nhất là xâm nhập sâu vào trong đó những tòa ma tinh tạo thành tinh vực bên trong đều có ma đầu hoàng giả trí tiên thậm chí cường giả thiên địa đông thọ tọa trấn các lão ma đầu này tu vi một cái thâm hậu hơn một cái, thậm chí có kẻ thử vượt qua đại kiếp nạn thiên quân, thành tựu thiên quân. Số lượng cao thủ ma giới vĩnh viễn là nhiều nhất, đáng tiếc không thống nhất, hơn nữa giữa ma vực cùng ma vực đều chinh chiến chém giết lẫn nhau. Phương Hàn thấy được khắp nơi đều là chiến tranh, đông đúc ma đầu chém giết lẫn nhau không hề ngừng nghỉ. Đây quả thật là một địa ngục tu la, ở bên trong ma giới không tìm thấy một nơi an bình, trừ giết chóc ra chỉ có giết chóc trừ huyết tinh thì chỉ có huyết tinh. Vô cùng tàn nhẫn ác độc, giả dối, đều lẫn. Lộn trong đó, có những ma chủ mạnh mẽ thậm chí ở trong đó hấp thu khí tức này rèn luyện ma ý của mình. Phương Hàn cũng thấy được vô số khe hở thời không bên cạnh ma giới, có những tiên nhân chư thiên vạn giới từ đó tiến vào ma giới, chinh chiến cùng ma đầu ma giới. Đó là những môn phái cực lớn đi vào ma giới lịch lãm. Từ sau khi chúa tể nguyên thủy ngã xuống, Ma giới đã trở thành sân thí luyện của các thế lực. Như là Vũ Hóa môn trước kia cũng từng có nhiệm vụ tiến vào ma giới thí, chém giết ma đầu, bắt được bao nhiêu ma đầu là có thể đổi lấy đồ cống hiến trong môn phái, từ đó đổi lấy bí tịch tu luyện cùng rất nhiều pháp bảo tài liệu. Nhưng đó chỉ là đánh nhỏ náo nhỏ đối với nhân vật như Phương Hàn mà nói đều là chuyện đứa nhỏ đùa giỡn. Hắn cùng Phong Bạch Vũ trực tiếp lấy tốc độ cực nhanh tiến vào sâu trong ma giới sâu trong ma giới khắp nơi đều là ma vực vô lượng tràn ngập các loại sát khí khí hung tàn tràn ngập thiên địa thiên quân cũng khó mà tiến vào đó chỉ có thiên quân ma môn tu luyện ma công đến cực điểm mới có thể tiến vào trong không phải ai cũng tới được sâu trong ma giới tuy nhiên phương hàn cùng phong bạch vũ không bị chút ảnh hưởng trực tiếp xâm nhập vào trong chỉ một lát sau bọn họ liền thấy được ngọn núi to lớn giữa ma khí kéo dài ở sâu trong ma giới ngọn núi vô cùng to lớn một hòn đá trên đó to như một tinh cầu thái cổ càng đừng nói thân núi dù là cao thủ như phương hàn phong bạch vũ cũng cảm thấy quá mức to lớn hùng vĩ núi cao phải ngước nhìn đây là nguyên thủy ma sơn ngọn nguồn của hết thảy ma giới tất cả nguyên khí ma giới đều phát ra từ nguyên thủy ma sơn này chú tể nguyên thủy không hổ là tiên vương mạnh nhất năm xưa đáng tiếc quá ngang tàng gặp phải trời ghen tị bị đông đảo tiên vương vây công mà ngã xuống Phong Bạch Vũ cảm thán hoài cổ, Phương Hàn trực tiếp lên tiếng: Các ma chủ ma giới, ta là chúa tể nguyên giới, môn chủ kỷ nguyên môn Phương Hàn đã đến còn không ra gặp mặt thương lượng chuyện kết minh. Tiếng nói dao động một trận, sóng âm mạnh mẽ truyền ra. Lập tức toàn bộ nguyên thủy ma sơn vang vọng ra một trận hồi âm thật lớn, cuối cùng hồi tụ thành sóng cuộn trào, càng lúc càng lớn. Nhấc lên một trận sóng ngập trời, khạc 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 khạc, vô số âm thanh truyền ra từ phía trên và chạm với sóng âm của phương hàn tiếp đó một bóng đen thật lớn xuất hiện trên tay bóng đen bao phủ một vị thiên quân chính là sĩ nhân vương từng là chúa tể nhân ma truyền thế môn chủ sĩ nhân vương vừa nhìn thấy phương hàn liền hét lớn một tiếng muốn lao tới đáng tiếc từng đạo khí đen quấn quanh người hắn làm cho hắn không thể nhúc nhích dường như có một loại đại trận vây khốn hắn bóng đen to lớn sau lưng hắn là một đại ma đầu hóa thân thành không ngờ có thể trực tiếp phong tỏa một vị thiên quân kỳ nguyên thiên quân phương hàn đã tới tốt lắm tốt lắm đàm phán với ma giới ta trước sau ngươi giết chúa tể phần mộ chúa tể huyết hà chúa tể nghịch ma chúa tể minh cô của ma giới ta bây giờ còn hàng phục chúa tể nhân ma rõ ràng là muốn phá hoại ma giới chúng ta tâm địa ác độc như thế còn đàm phán cái gì bóng đen to lớn kia nói a à, phương hàn nhàn nhạt, nhạt một chữ nói như vậy là ma giới các ngươi ngu xuẩn, lại đám vi phạm ý chí của ta, tự tiện giam giữ chúa tể nhân ma. Đây là phạm vào tội lớn ngập trời, không thể tha thứ vốn ta còn có ý mượn sức ma giới, xem ra bây giờ không cần nữa. Hừ, Phương Hàn chẳng lẽ ngươi không sợ ta giết chúa tể nhân ma hay sao? Bóng đen kia nghe thấy ngữ khí trở nên lạnh băng, mang theo vô cùng tham lam tàn nhẫn. Giết chúa tể nhân ma, ngươi có thể làm được. Đúng là buồn cười, toàn bộ ma giới các ngươi chôn cùng cũng không làm được điều này. Thân thể Phương Hàn vừa động, đột nhiên trên đầu hắn bắn ra hào quang vô lượng, bắn ra bốn phía, bên trong ma giới như xuất hiện một mặt trời trói lọi. Xẹt 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 xẹt, hào quang này chiếu dọi lên thân thể bóng ma kia, bóng ma lập tức kêu la chói tai, vô cùng đau đớn không còn là mình. Tiếp đó Phương Hàn vung tay ngoắc một cái chúa tể nhân ma sĩ nhân vương liền bay sang đây không có chút trở ngại, những xiềng xích trên người hắn liền tan vỡ đáng chết, bóng ma kia thét chói tai, đột nhiên biến hóa thành một cái ma chảo to lớn lăng không bao phủ bên dưới, khí thế đè sập vòm trời. Từng đạo thần linh quay chung quanh ma thủ xoay tròn, dòng khí đều bị chấn nổ. Phương Hàn ngươi phải trả giá vì hành vi của mình, tiếng nói sắc nhọn tàn nhẫn tham lam kia vang lên, hừ, Phương Hàn hừ lạnh một tiếng, không động đậy. Âm thanh kia truyền ra giữa không trung, vô số tia sáng bắn ra đánh tan bàn tay kia ma thủ khổng lồ tan rã từng đoạn, không chút bóng ma sát khí nào còn tồn tại. Phương Hàn lại đi ra một bước, thứ như con kiến, xem ra còn không biết ta tu luyện đến cảnh giới gì liền đi ra cuồng ngạo như thế đi ra cho ta. Tay hắn vung vào hư không, to lớn hơn cả một cái tinh vực bao trùm đại thế giới. Vô số vị diện co rút trong tay hắn, dường như muốn chộp lấy căn cơ ma giới vào tay. Một mọn núi trên nguyên thủy ma sơn đột nhiên nổ tung, một bóng người phóng lên cao quần áo cả người rách nát, đây là một vị cao thủ sánh ngang chúa Tể Xuân Thu, chỉ một chiêu đá thua Phương Hàn, chật vật lao ra. Nên biết Nguyên Thủy Ma Sơn là căn cơ của ma giới, các ma chủ vô thượng đi theo chúa Tể Nguyên Thủy ở trên Nguyên Thủy Ma Sơn pháp lực bản thân sẽ được tăng lên rất lớn. Hiện giờ lại bị Phương Hàn trực tiếp công phá, cấm pháp Nguyên Thủy Ma Sơn bức vị ma chủ mạnh mẽ này chật vật không thôi. Thực lực Phương Hàn mạnh mẽ như thế gõ lên hồi chuông cảnh báo cho tất cả cao thủ ẩn ở Nguyên Thủy Ma Sơn chúa tể tham lam, ngươi không sao chứ. Cái gì, chúng ta ở bên trong nguyên thủy ma sơn hắn cũng có thể công kích được. Sao lại có thực lực mạnh mẽ như thế? Chú tể Xuân Thu không phải ngươi nói nhiều nhất là hắn có tu vi chín kỷ nguyên đỉnh phong thôi sao? Tại sao lại đột phá tới tu vi khủng bố như vậy? Còn mạnh hơn cả chung kết thánh vương thần tộc, mạnh hơn nữa thì thế nào? Ở trước mặt nguyên thủy ma sơn hắn còn làm được gì? Chẳng lẽ thật sự có thể hủy diệt ma giới chúng ta hay sao? hừ kết minh cùng nguyên giới cũng không phải không được nhưng phải cung cấp cho chúng ta chỗ tốt chúng ta mới có thể kết minh bằng không ma giới chúng ta không có lợi ích gì sao lại làm không công thay các ngươi ngăn cả thiên đình khoảng khắc vào lúc ma chủ kia bay lên trời mười mấy đảo ma niệm mạnh mẽ bay ra từ sâu trong nguyên thủy ma sơn nguyên thủy ma sơn tầng tầng lớp lớp đỉnh núi vô tận liếc mắt nhìn qua không đến cuối rất nhiều ngọn núi to lớn đều có những ma chủ hùng mạnh cư ngụ ma chủ ma giới còn nhiều hơn cả thiên quân thần tộc vốn hẳn là hùng mạnh nhất đáng tiếc không có người làm chủ năm bè bảy mảng từ trong các ý niệm vừa rồi có thể thấy có ma chủ muốn trực tiếp phát động tấn công phương hàn có người lại muốn đàm phán đòi chỗ tốt từ phương hàn có người lại không muốn để ý tới đứng xem biến hóa các ma chủ này hiển nhiên không trải qua thương lượng thống nhất dù là có thương lượng trước cũng không đạt thành hiệp nghị cố định mười mấy đạo ma trên nguyên thủy ma sơn biến thành mười mấy hình thể to lớn Phương Hàn liếc mắt thấy được một cao thủ bộ dạng nho sinh trong đó, Chúa Tể Xuân Thu. Vĩnh sinh tác giả, mộng nhập thần cơ. Chương 1466, Chúa Tể Long Phật Chúa Tể Xuân Thu miễn cưỡng chạy thoát khỏi tay Phương Hàn. Tuy rằng hắn đồng thời tu luyện nho ma pháp lực cao cường, tung hoành rất nhiều kỷ nguyên đáng tiếc gặp phải Phương Hàn, liên tục chịu thiệt, ngay cả Xuân Thu sử bút do thần vật chư thiên tạo thành cũng bị Phương Hàn cướp lấy rồi hấp thu tuy nhiên hiện tại chúa tể xuân thu dường như đã khôi phục lại trên tay cầm một thanh kiếm kiếm khí cuồn cuộn như sông chính khí ngập trời vừa thấy đã biết là một thanh kiếm tới từ nho môn thượng cổ không phải vật của ma đạo đương nhiên nó còn kém một chút so với vạn vật mẫu kiếm bản thân chúa tể xuân thu cũng không bị tổn thương gì cũng tiến thêm một bước nữa hơn nữa ở bên trong nguyên thủy ma sơn khí tức của hắn dường như hòa hợp làm một thể với toàn bộ ma sơn không thê bị phá hủy nguy nga bất động Nguyên thủy ma sơn này là tất cả cơ sở của ma giới. Những ma chủ ở bên trong nguyên thủy ma sơn đều không sợ hãi điều gì. Phương Hàn chúng ta lại gặp nhau rồi. Lần trước quả nhiên ngươi đại triển thần uy, cướp đi thánh đường viễn cổ. Tuy nhiên lần này ngươi cùng đổ mặt lộ rồi. Ta nghe nói thiên đình liên hợp với rất nhiều cao thủ của quỷ giới, pháp giới, võ giới, nhân giới. Những cao thủ này sắp tấn công kỷ nguyên môn. Không ngờ ngươi lại đi vào ma giới, có phải muốn liên minh với ma giới chúng ta không? Chúa Tể Xuân Thu cất cao giọng nói chuyện với Phương Hàn. Không phải liên minh với ma giới các ngươi mà tất cả người trong ma giới sẽ phải thần phục ta. Phương Hàn chắp hai tay sau lưng, liếc mắt nhìn Chúa Tể Xuân Thu một cái ánh mắt tùy ý dọi tới. Đúng lúc này thì Phong Bạch Vũ nói, chư vị trong ma giới nghe đây, kỷ nguyên môn chúng ta khai tông lập phái, sẽ quản lý chung chư thiên vạn giới. Hôm nay đi vào ma giới chính là để chiêu an, Ma giới phải dung nhập vào bên trong nguyên giới thì mới có thể bảo toàn được. Nếu không thì chỉ sợ ma giới sẽ bị hủy diệt trong kỷ nguyên này. Phong bạch vũ hiện giờ dần dần cũng có khí phách của thích giả thiên quân. Hắn hiểu rất sâu sự lợi hại của phương Hàn hơn nữa cũng chẳng có lời nào để nói với đám ma đầu này lập tức mạnh mẽ áp bức đối phương không thể thớ nổi rồi Hàn nói. Đám ma đầu của đối phương chẳng phải hạ người lương thiện, phải có thủ đoạn độc ác hơn mới áp chế được nhóm ma chủ này cũng chẳng phải kẻ tốt thời điểm phong bạch vũ là thích giả thiên quân cũng giao tiếp với ma giới không phải một hai năm mà những vài kỷ nguyên. Những ma chủ này đều là kẻ tâm ngoan thủ lạc, quỷ kế đa đoạn, hơi không cẩn thận một chút sẽ bị chúng hại, khó có thể tránh khỏi phải rằng co với chúng. Trong rất nhiều kỷ nguyên có không biết bao nhiêu cao thủ phải chết. Trong tay đám ma chủ này rồi, ma sở dĩ được xưng là ma là bởi không thể dùng lẽ thường mà suy đoán được. Cho nên giọng điệu của Phong Bạch Vũ so với Phương Hàn còn độc hơn trực tiếp muốn giết sạch đám ma đầu này không để cho những ma chủ này chút cơ hội thỏa hiệp. Ha ha ha, ha ha ha, nghe thấy những lời này của Phong Bạch Vũ, rất nhiều ma chủ trên Nguyên Thủy Ma Sơn đều cười điên cuồng lên, tiếng cười như quỷ khóc thần gào vang lên liên tiếp. Một ma chủ thân thể cực kỳ cao lớn thần tình hung ác mắt tam giác nói: "Phong Bạch Vũ, không, từng là thích giả thiên quân đừng tưởng ta không biết ngươi." ngươi cho dù truyền thế nhưng hóa thành cho bụi ta vẫn nhận ra ngươi ngươi ở trong kỷ nguyên thứ tám giết chết bao nhiêu cao thủ của ma giới chúng ta chứ làm sao lúc này lại bị phật giới đuổi đi phải đầu quán vào kỷ nguyên môn thế ta nói này thích già thiên quân ngươi từng là chúa tể kế thừa phật môn tuy rằng bị đuổi đi nhưng đám ma giới chúng ta đều nghĩ ngươi sẽ tự lập môn hộ không ngờ ngươi lại quá kém cỏi theo một môn phái mới thành lập phụng sự tên nhãi con này uy danh hiển hách của ngươi đâu mất rồi lại một có ma chủ châm trọng. Ma chủ này chính là kẻ vừa chịu thiện trong tay phương hàn chúa tể tham lam. Hắn vốn bắt được chúa tể nhân ma tra tấn một phen. Nhất là ở trước mặt phương hàn này muốn làm tổn hại mặt mũi của chúa tể nguyên giới mới. Đáng tiếc là Phương Hàn vừa xuất hiện liền dùng pháp lực mạnh mẽ cướp nhân ma sĩ nhân vương đi thậm chí còn giết cả phân thân của đối phương. May mắn cho hắn chính là bổn tôn của hắn ở bên trong nguyên thủy ma sơn nếu không thì dù là bổn tôn cũng bị thương đúng lúc này hắn cũng đã biết sự lợi hại của phương hàn đồng thời hiểu được chuyện chúa tể xuân thu nói không phải là giả tuy nhiên thế cũng không có nghĩa là hắn sợ phương hàn trong ma giới này nguyên thủy ma sơn là nơi rất nhiều ma chủ sống nếu phương hàn quá kiêu ngạo thì rất nhiều ma chủ sẽ tiến tới vây công cho dù là hắn có ba đầu sáu tay cũng đành phải nuốt hận mà thôi ma giới tồn tại đã rất lâu rồi xa xưa quá mức từ xưa tới nay cũng không ai biết nó được sáng lập từ khi nào trong vô số năm tháng người ma giới cùng đã gặp rất nhiều thay đổi bất ngờ rất nhiều tồn tại mạnh mẽ đánh tới tận cửa nhưng đáng tiếc tất cả đều biến thành mây khói cho nên rất nhiều ma chủ đều hơi khinh thường phương hàn phương hàn dù có mạnh mẽ đi nữa thì dưới sự áp chế của nguyên thủy ma sơn có thể làm được chuyện gì chứ chú tể tham lam nguyên giới ta lần này tới chiêu an ma giới sau đó ta sẽ cùng môn chủ đi tới phật giới giết chết thế gian vô lượng vương phật bại hoại phật môn kia các người cũng có thể cùng đi xem. Xem ra kỷ, nguyên môn chúng ta vừa thành lập, các người còn chưa biết thủ đoạn của ta. Tuy nhiên ta nói cho các người cũng không sao, thần tộc đã bị chúng ta hàng phục, ma giới lại có thể cường đại hơn thần tộc sao? Ánh mắt phong bạch vũ lạnh lùng nhìn chúa tể tham lam trên mặt hiện lên sát khí không chút che giấu. Hắn vốn là Phật, có sự chán ghét rất sâu đối với ma. Hơn nữa trong đám người ma giới cũng chẳng phải thứ không biết phản bội trên cơ bản vừa đáp ứng người ta xong có thể lập tức vì lợi ích mà trở mặt. Thần giới, nguyên giới các ngươi và thần giới liên hợp sao? Một câu này của Phong Bạch Vũ lại khiến rất nhiều ma chủ xôn xao rất nhiều thần niệm của ma chủ truyền lại. Qua một lúc, những ma chủ này mới đỉnh chỉ truyền thần niệm ra. Chú Tể Xuân thu lại đi lên nhưng không rời khỏi phạm vi của Nguyên Thủy Ma Sơn dường như nhìn về phía Phương Hàn có vẻ kiêng kỳ thật sâu. Ta lại quên mất, phong bạch vũ ngươi và chung kết thánh vương có quan hệ. Năm đó ngươi có trí nguyện quá to lớn muốn phổ độ ma thần trong thiên địa, cho nên vào thời điểm chung kết thánh vương bị vây công, ngươi động thân xuất hiện, muốn lấy bản thân mà độ hóa chung kết thánh vương, cuối cùng trực tiếp ngã xuống. Quan hệ của các ngươi và chung kết thánh vương không tầm thường. Thần tộc và nguyên giới tất nhiên cũng có nhiều ý đồ đen tối xem ra người kỷ nguyên môn các ngươi cảm thấy mạnh mẽ nên muốn tới diễu võ dương oai với ma giới chúng ta phải không tuy nhiên đừng lo ma giới chúng ta chỉ cần có ích lợi thì cái gì cũng có thể đồng ý vậy thì phương hàn ma giới và kỷ nguyên môn các ngươi có thể kết minh tuy nhiên về sau những nhu cầu của ma đầu ma chủ trong ma giới chúng ta những tài liệu tu luyện pháp bảo đều do kỷ nguyên môn các ngươi cung cấp được chứ đây là kết quả ta và rất nhiều ma chủ thương lượng ra ha 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 không sai, không sai đúng là ý đó. Chú Tể Tham Lam lại cười, người ma giới chúng ta chỉ cần có ích lợi thì chuyện gì cũng có thể làm. Trước mắt ma giới đang thiếu một số tài liệu tu luyện tỷ như một số thần vật do cánh cửa vĩnh sinh phun ra, còn cả các loại thần khí. Ta nghe đồn môn chủ của Kỳ Nguyên môn chiếm được thánh đường viễn cổ gì đó hả? Lấy ra chia sẻ với người ma môn chúng ta một chút đi chứ. Không sai, người của ma môn luôn chỉ chú ý tới ích lợi. Thiên hạ cũng chỉ vì lợi muốn kết minh với ma giới chúng ta thì kỷ nguyên môn cũng phải cho chúng ta lợi ích chứ. Thế nào, lại một ma chủ cường đại nói. Ma chủ này là một tráng hán thân thể màu đồng cổ, có hoa văn hung thần quấn quanh thân thể hắn. Lúc nói chuyện lại rất âm trầm khủng bố chính là chúa tể hung sát lợi hại hơn cả chúa tể xuân thu trong ma môn. Chúa tể hung sát vừa nói một số ma chủ, liền ngừng lại nhìn hắn nói chuyện không đám ngắt lời. Tuy nhiên rất nhiều ma chủ thầm nghĩ, Trước hết lấy thứ gì đó của môn chủ kỳ nguyên môn rồi trở mặt cũng không muộn. Lần này chư vị nghĩ lầm rồi, năm đó vào thời điểm ta chủ trì Phật giới cũng đã từng giao thiệp không ít với ma giới. Các ngươi đã hãm hại không biết bao nhiêu đại giáo vô thượng, liên hợp với giáo phái để thu bảo bối xong liền đổi mặt trong nháy mắt xuống tay với đối phương, giết sạch tất cả mọi người, chó gà cùng không tha. Trong một lần thiên địa đại hủy diệt, các ngươi liên thủ với đồ tộc đối kháng vu tộc Kết quả là đồ tộc vừa mới liên minh với các ngươi liền bị các ngươi phản bội, bị giết hại cả. Phong Bạch Vũ nghe những ma chủ này nói chuyện liền trả lời, lần này kỳ nguyên môn chúng ta tiến tới là cho các ngươi hai sự lựa chọn. Thứ nhất là phải hoàn toàn thần phục kỳ nguyên môn chúng ta, thứ hai chỉ còn con đường chết. Nếu không thì chỉ dựa vào một người trong chúng ta là có thể đánh cho ma giới các ngươi long trời lỡ đất vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh, các ngươi có tin hay không? Thích Già Thiên Quân, ngươi đúng là người si nói mộng hả? Chú Tể Tham Lam đột nhiên quát lên trên mặt hiện lên nụ cười âm hiểm, ngươi cho rằng mình chuyển thế trọng tu thì thiên hạ không ai có thể khắc chế ngươi sao? Ma giới chúng ta sớm đã biết Kỷ Nguyên Môn bừng bừng giá tâm muốn tới quấy rối ma giới chúng ta. Tuy nhiên không cần người ma giới chúng ta ra tay cũng có người tới thu thập các ngươi. Bát Bộ Thiên Quân, Thế Gian Vô Lượng Vương Phật, các ngươi xuất hiện đi. Long, Ma, Phật, Tam giới liên minh, hiện tại cùng ra mặt Ông, ngay khi chúa tể tham lam nói lời này thì đột nhiên phía trên toàn bộ ma giới, hai luồng khí tức vô biên vô hạn truyền ra. Mỗi một luồng khí tức đều có thể sánh với chung kết thánh vương. Một luồng khí tức trong đó có vật lực như núi như biển, trực tiếp giáng xuống ma giới, gần như muốn đem địa ngục nhân gian của ma giới chuyển hóa thành cực lạc niết bàn, quốc gia vĩnh hằng. Còn luồng khí tức kia thì uy mãnh như núi khiến tất cả nguyên khí trong không trung của ma giới biến thành từng phiến long lân dáng xuống long uy gần như vô địch, có thể khiến vạn vật hóa thành chân long, khiến tất cả sinh linh trong thế gian đều hóa thành thần long. Hiển nhiên đây là bát bộ phù đồ do cường giả cao nhất của long giới, chúa tể long giới hồng hoang tổ long luyện chế ra biến thành, tương sinh tương khắc với bát bộ phù đồ của phương Hàn. Chúa tể Phật giới, chúa tể long giới. Hai đại cao thủ vô số không ngờ lại hiện ra ở bên trong ma giới. Vĩnh Sinh tác giả, Mộng nhập thần cơ, chương 1467, ngoài dự đoán của mọi người phương Hàn vốn muốn thu phục ma giới, sau đó đi tới Phật giới đánh chết thế gian vô lượng vương Phật, cứu thiện ác tỉnh vương Phật, trợ giúp Phong Bạch Vũ đoạt lấy vị trí chúa tể Phật giới một lần nữa. Nhưng hiện giờ không ngờ chúa tể Phật giới, chúa tể long giới đều hiện ra bên trong ma giới. Tam giới long ma phật đã kết thành liên minh tâm linh phương hàn khẽ động nhìn bát bộ thiên quân chúa tể long giới và thế gian vô lượng vương phật chậm rãi giáng xuống thở dài một tiếng xem ra những người này có thể tu luyện tới cảnh giới thiên quân vô thượng mỗi người đều không phải kẻ ngốc hẳn là cảm thấy chư thiên vạn giới gần đây gió nổi mây phun cho nên mới liên hợp lại tam giới long ma phật liên thủ đích thực là có lực lượng rung động chư thiên có thể chống lại hết thảy Chúa Tể Long giới bát bộ thiên quân uy danh truyền xa, đã thành danh từ thời đại thái của Long uy vang khắp rất nhiều kỷ nguyên trước, là cao thủ 10 kỷ nguyên, nhân vật cấp độ như trung kết thánh vương. Mà Phật chủ Phật môn, thế gian vô lượng vương Phật lại cũng là sư đệ của thế gian tự tại vương Phật, uy danh lan xa, gần như không ai không biết, không ai chưa từng nghe thấy. Hai đại đầu sỏ này mang theo vinh quang vô thượng của Long giới, Phật giới tới khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ mỗi một cao thủ đều cường đại tới khó tin phật giới và long giới bắt nguồn từ xa xưa theo thời gian trôi qua lại càng có thêm nhiều cao thủ cấp bậc thiên quân tam giới liên minh gần như không thua gì thiên đình khởi nguyên vương triều chân lý thánh địa liên hợp lại thậm chí còn vượt xa bọn họ thế gian vô lượng vương phật được bao phủ bởi ánh sáng vô lượng là một nhà sư trung niên mặc tăng bào màu vàng trong hơi giống thế gian tự tại vương phật hai mắt trống rỗng chẳng biết là ẩn chứa điều gì phật quang quanh thân hắn lúc tụ lúc tán không thể xóa nhòa trải qua vạn kiếp vẫn chỉnh tề như trước thích già sư điệt đã lâu không gặp hắn vừa xuất hiện liền nhìn về phía phong bạch vũ sắc mặt hòa ái nhưng ánh mắt âm trầm dường như có quyết tâm phải hủy diện người này vậy tu vi của phương hàn cao thâm thấy gió thiên cơ gần như trong nháy mắt liền cảm nhận được hẫn ý của thế gian vô lượng vương phật đổi với phong bạch vũ quả thực là cuồn cuộn mãnh liệt dù là nước cả thiên hà cũng không thể rửa sạch thế gian vô lượng vương Phật, người còn có mặt mũi mà gặp ta sao? Năm đó sư tôn chỉ định ta là chúa tể Phật môn rồi biến mất, người thi triển quỷ kế ám toán thiện ác tỉnh vương Phật, sau đó cướp lấy đại vị Phật chủ liên tiếp ám toán ta, còn muốn hạ độc thủ. Chẳng lẽ giờ ngươi còn muốn tiếp tục thi triển quy kế? Của ngươi sao? Giọng nói của phong bạch vũ lạnh như băng, đối với thế gian vô lượng vương Phật, chúa tể của vạn Phật này cũng tràn ngập sát khí không che giấu chút nào hiển nhiên là vào thời đại thái cổ phong bạch vũ và thế gian vô lượng vương phật đã chờ mặt rồi thích già sư điện ta sở dị hại ngươi là vì ngươi cùng thiện ác tịnh vương phật đều muốn làm hại tới địa vị của ta ta và thế gian tự tại vương phật đều là đồng môn hắn là sư huynh của ta nhưng ta tự nhận là tu vi không dưới hắn vì cái gì mà hắn có thể tăng tiến vùn vụt, thăng cấp tới cảnh giới tiên vương mà ta chỉ quanh quần ở cảnh giới thiên quân vẻ mặt thế gian vô lượng vương phật đầy phẫn hận Ý niệm phẫn hận kia sinh ra vô số đại thần màu vàng cầm câu xoa, đao phủ, những đại thần giữ tận hung ác này chính là các minh vương do sự giận dữ của Phật chủ biến thành. Tu vi của Thế Gian Vô Lượng Vương Phật thì chỉ một tia ý niệm hiền hóa thành minh vương đã có thể tung hoành kim cổ quét ngang tam giới. Thế Gian Vô Lượng Vương Phật, vậy sư tôn của ngươi sớm đã nhìn ra bản chất của ngươi. Phật đạo không tinh cho nên tu vi không thể tinh tiến. Phong Bạch Vũ Bác Bỏ Hừ, thế gian vô lượng vương Phật đột nhiên hử lạnh, ngươi thì biết cái gì? Thế gian tự tại vương Phật kia bất mãn đối với ta, đem thiền kinh vốn ta phải được kế thừa đánh vào bên trong cơ thể ngươi, khiến ngươi năm đó có thể liên tiếp đột phá gần như sắp sửa vượt qua ta. Hơn nữa ngươi cũng rất hiểm độc muốn độ hóa chung kết thánh vương, hai người liên thủ phá tan cánh cửa ngăn cách, thăng cấp lên cảnh giới tiên vương. Rốt cuộc ta nắm được cơ hội đánh ngươi rơi xuống phàm trần năm đó cánh cửa vĩnh sinh truyền ra hai bộ bảo điển thứ nhất là phật điển thứ hai là thiện kinh thế gian tự tại vương phật có được phật kinh ta có được thiện kinh nhưng hắn lại nắm giữ cả hai bộ cuối cùng giao thiện kinh cho ngươi chẳng lẽ không nên giết ngươi sao đó là vì ngươi có lòng muông dạ thú phong bạch vũ hét lớn một tiếng ngươi nếu chiếm được thiện kinh thì sẽ khiến chư thiên đều đảo loạn nô dịch chư thiên nô địch chúng sinh ha 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 ta đúng là muốn nô dịch chư thiên nô địch chúng sinh, ngươi muốn làm gì? Hiện giờ Phật Kinh và Thiện Kinh đều ở trong tay ta, chỉ cần tìm hiểu trong thời gian khoảng một kỷ nguyên là rốt cục có thể khiến Thiện Phật hợp nhất. Chắc ngươi cùng không thể tưởng tượng được là pháp lực của ta lúc này đã đạt tới tình trạng nào đâu, thế gian vô lượng vương Phật cười phá lên. Thiên địa cũng phải chấn động với tiếng cười của hắn. Trên bàn tay hắn chậm rãi hiện ra hai bản điển tịch. Bản thứ nhất viết một chữ Phật, nét chữ giống như từ trong cánh cửa vĩnh sinh truyền ra phi thường mạnh mẽ, so với chữ mấu còn lớn hơn gần như có thể bao dung bản chất tâm linh, có diệu đụng vô thượng. Thấy được chữ Phật này người tu hành đều cảm thấy minh ngộ tâm linh, tốc độ tu luyện Phật phải đề cao cả trăm ngàn vạn lần rất nhanh ngộ đạo thành tiên. Ngoài ra còn có một chữ thiện, có khả năng vô thượng, thanh tẩy tâm linh, có uy lực chấn áp thế lực tà ác. Trong nháy mắt khí Phật kinh, Thiền kinh hiện ra vẻ mặt rất nhiều ma chủ trên nguyên thủy ma sơn đều hiện ra vẻ kiêng kỳ nồng đậm. Phong Bạch Vũ thấy Phật kinh, thiền kinh này thì sắc mặt liền thay đổi dường như nhớ lại thời viễn cổ. Ha 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 hạ thích già sư điệt, năm đó sau khi ngươi mất mạng, ta liền tế luyện thi thể ngươi, luyện ra thiện kinh này đồng thời giết sạch tộc thích già của ngươi. Mỗi một phật đà thích già đều bị liền hòa thiêu đốt luyện thành phật chỉ. Thể xác thích già của ngươi đã bị ta đoạt lấy hoàn toàn pháp lực hiện tại của ta ngươi đã không thể với tới sự tranh lệch giữa chúng ta cùng lúc càng lớn rồi thế gian vô lượng vương phật dường như cố ý làm nhục phong bạch vũ tốt rồi thế gian vô lượng vương phật ân oán giữa ngươi và thích già thiên quân để sau đi hiện giờ tam giới liên minh thương lượng đại sự với kỷ nguyên môn đi bát bộ thiên quán vẫn lẳng lặng, lặng lúc này liền lên tiếng vị chú tể long giới vua của vạn long này nhìn chằm chằm vào phương hàn dường như muốn thấy trận nhãn do bát bộ phủ đồ biến thành ở bên trong thân thể phương hàn vừa cất lời liền giống như vạn long gieo vang chấn động thiên địa phương hàn ta rất bồi phục ngươi ngươi có quan hệ với hồng hoang tổ long tiên vương của long tộc ta cho nên long tộc ta cũng không làm khó dễ ngươi đáng tiếc là ngươi lại một mình luyện chế bát bộ phù đồ mang trở ngại rất lớn tới cho ta nên biết rằng chúa tể long giới chỉ có một chính là ta đây Bát bộ phù đồ của ngươi không ngờ lại tu thành cảnh giới thiên địa nhất thể mang tới phiên phúc lớn cho ta. Giao nó cho ta từ nay về sau long giới ta sẽ là minh hữu trung thực của ngươi. Theo ta suy đoán, có phải ngươi định bồi dưỡng bát bộ phù đồ lớn mạnh xong sẽ để nó thay thế vị trí của ta phải không, thống lĩnh long giới? Đây là vấn đề lớn liên quan tới sinh tử tồn vong của long giới, hy vọng ngươi nghĩ kỹ một chút. Hơn nữa ngươi ở trong thần giới đã giết chết thiên quân cường đại của long tộc ta. Chúa tể bàn long điểm này rất nhiều thiên quân của long tộc ta đã có ý kiến thậm chí muốn lập tức tiến công kỷ nguyên môn tuy nhiên bị ta áp chế rồi ngươi muốn bát bộ phù đồ của ta phương hàn nhìn chúa tể long giới bát bộ thiên quân ánh mắt lóe sáng chuyện này cũng không phải không thể thương lượng nhưng ngươi phải đáp ứng ta một việc thì ta khẳng định sẽ cho ngươi còn truyền thụ ảo điệu của cảnh giới thiên địa nhất thể cho ngươi chắc ngươi cũng nhận ra là ta đã hiểu rất sâu cảnh giới thiên địa nhất thể nếu đem ấn ký kinh nghiệm truyền cho ngươi thì có khi chỉ trong kỷ nguyên này là ngươi cũng có thể tu thành cảnh giới như vậy tương lai có cơ hội thăng cấp lên tạo hóa thân khí cảnh giới tạo hóa thân khí đã có thể sánh với tiên vương rồi phương hàn chỉ nói vài câu liền đã cho bát bộ thiên quán một viễn cảnh tuyệt đẹp tiền đồ như hoa cẩm tú vạn dặm khí tức của chúa tể long giới quay cuồng sâu trong nội tâm không thể bình tĩnh nổi hắn cùng nhận ra là tu vi của Phương Hàn vô cùng mạnh mẽ. Tuy rằng hắn không sợ Phương Hàn nhưng cũng biết đây là một đối thủ cực kỳ khó chọc tới. Tu vi của chúa tể long giới cùng đã đột phá tu vi 10 kỷ nguyên vô thượng, uy danh hiển hách, theo sát chung kết thánh vương. Nếu không thì long giới sớm đã tan biến rồi. Nhân vật như vậy thì thủ đoạn cuối cùng khẳng định là không ít. Cũng bởi vậy mà pháp lực hắn càng sâu càng thấy Phương Hàn đáng kiêng kỵ. Hơn nữa những lời nói của Phương Hàn khiến hắn động tâm mười phần. Tuy nhiên hắn biết kiều kiện tiếp theo khẳng định là khó khăn. Vì thế hắn không thay đổi sắc mặt mà hỏi, không biết môn chủ kỳ nguyên môn có điều kiện gì mới giao bát bộ phù đồ cho ta? Lại có thể cho ta cả huyền bí của cảnh giới thiên địa nhất thể vô thượng? Rất đơn giản, trợ giúp ta giết tên bại hoại của Phật môn, thế gian vô lượng vương Phật này. Ngón tay Phương Hàn tỏa hào quang vạn trượng, chỉ vào mặt thế gian vô lượng vương Phật, trên mặt hiện lên nụ cười tàn nhẫn, giúp ta giết hắn xong thì bát bộ phù đồ ta luyện chế sẽ là của ngươi, ấn ký thiên địa nhất thể cũng sẽ chia sẻ cho ngươi. Nghe thấy những lời này toàn thân thế gian vô lượng vương Phật chấn động. Phật kinh, thiền kinh đều thu lại trong bản thể, vẻ tươi cười trên mặt cũng biến mất, bát bộ thiên quân đừng nghe hắn. Người này ăn nói lung tung, lừa gạt vô số người rồi. Hắn muốn ly dán chúng ta đừng có mà tin hắn, bát bộ thiên quán nghe xong thì ánh mắt hiện lên vẻ do dự, Phương Hàn, vậy thì ngươi giao bát bộ phù đồ do ngươi luyện chế cho ta trước, ta liền trợ giúp ngươi đối kháng với Phật giới nhé. Chúng ta đều có tu vi vô thượng, vạn kiếp không ma diệt, có thèm nhiều nhân quả trên người cùng không sợ báo ứng cho nên thể thốt cũng chẳng có tác dụng gì. Bởi vì trời cũng không thể làm gì được chúng ta. Vào thời điểm hắn nói trời cũng không làm gì được chúng ta thì có khí tức ngạo nghễ long vân bùng lên. Đích xác là đến cảnh giới như bọn họ thì trời cũng chẳng làm gì nổi. Cho nên thề thốt thiên lôi đánh chết, thiên địa chu diệt cũng chẳng có tác dụng gì. Tốt, Phương Hàn còn không đợi Bát Bộ Thiên Quân nói hết lời liền vung tay. Bát Bộ phù đồ bay về phía Bát Bộ Thiên Quân. Cái gì? Mọi người đều trận tròn mắt không thể ngờ Phương Hàn lại trực tiếp giao Bát Bộ phù đồ ra trong khoảnh khắc toàn trường lặng ngắt như tờ. Chỉ có Phong Bạch Vũ là trong lòng chấn động, hắn biết Phương Hàn tuyệt đối sẽ không đơn giản làm như vậy, vĩnh sinh tác giả, mộng nhập thần cơ. Chương 1468 Ngu sổ một bảo tháp nho nhỏ dưới sự chú ý của vạn người bay về phía bát bộ thiên quân, thủ lĩnh cao nhất của long tộc. Mọi người đều rung động, ánh mắt chằm chằm ngơ ngác nhìn về phía bảo tháp nho nhỏ kia. Bảo tháp nho nhỏ tỏa ra hào quang vạn trượng, gần như đánh tan toàn bộ dòng khí trong ma giới. Đây là bát bộ phù đồ do Phương Hàn luyện chế ra. Vì luyện chế bảo tháp này mà từ khi Phương Hàn bắt đầu tu luyện trong thế tục có mỗi lần thăng cấp đều thấm nhập máu tươi của mình vào trong đó. Có thể nói đây là một kiện pháp bảo chứng kiến hắn trưởng thành ở bên trong thân thể hắn, nhiễm khí tức của hắn, huyết nhục tương liên với hắn. Nhưng hiện tại hắn lại đưa bát bộ phù đồ cho người khác, đưa cho chúa tể Long giới Bát Bộ Thiên Quân. Mọi người đều nhận ra trên mặt bảo tháp nho nhỏ bát bộ phù đồ này có dày đặc đạo văn có mối liên hệ đặc thù với thiên địa. Thậm chí bốn phía của bảo tháp nho nhỏ này còn có từng luồng sóng gợn thay đổi chân lý của đại đạo vũ trụ không ngừng sáng tạo ra chân lý đây là cảnh giới thiên địa nhất thể. Đám người Phật, ma, long ở nơi này đều là cao thủ biết hàng, mỗi ma chủ đều sống cả ước vạn năm. Đám lão quái vật vài kỳ nguyên này hiểu rất rõ sự lợi hại của cảnh giới thiên địa nhất thể. Bảo tháp bát bồ phù đồ này thật sự thuộc về chúa tể long giới rồi, đáng tiếc, đáng tiếc thật. Thần vật luyện chế thật ra rất đơn giản, chỉ cần sống lâu một vài kỳ nguyên chờ đợi cơ hội cánh cửa vĩnh sinh phun ra thần vật, thu thêm thần vật, luyện chế hết thần khí là có thể thành công nhưng cảnh giới lại rất khó thành cảnh giới thiên địa nhất thể này không biết phải qua bao lần đột nhiên ngộ đạo mới có thể hoàn toàn thành công nghe đồn bát bộ thiên quân lĩnh ngộ ước chừng chín kỷ nguyên cũng chưa thể thành công đúng vậy đúng vậy chỉ cần có cảnh giới thì tu vi cũng có thể tăng tiếng ta nếu chiếm được bát bộ phù đồ này thì lập tức liền bỏ trốn vài kỷ nguyên không xuất thế khổ cực luyện chế một ngày nào đó sẽ dựa vào cảnh giới này mà vượt qua cả bát bộ thiên quân như vậy về sau có thể nô địch toàn bộ long giới biến toàn bộ long giới thành nô lệ của mình không được thứ này nhất định phải rơi vào trong tay ma giới chúng ta chuẩn xác mà nói nó phải rơi trong tay ta nhưng hiện giờ phương hàn ngớ ngẩn kia lại đưa cho bát bộ thiên quân chúng ta làm sao mà cướp đây phương hàn sẽ không tặng không như vậy đâu kẻ này quỷ kế đa đoan khẳng định còn có hậu chiêu ngấm lại thì sao có thể chứ khổ sở lắm mới luyện chế ra thần khí đầu óc bị nước vào chắc Ai có thể tặng cho người khác chỉ để đổi lại một lời hứa như vậy chứ? Lời hứa là cái quái gì? Chẳng khác gì sao 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 chó. Chúng ta trời còn chả sợ, chẳng bao giờ tin tưởng vào lời hứa, vốn tu luyện chính là chính là đạo lừa gạt thiên địa. Chúng ta chờ đợi thời cơ ra tay xem có khả năng đoạt bát bộ phù đồ này hay không, đám ma chủ trên Nguyên Thủy Ma Sơn thầm ghen tị và hâm mộ lại càng ham muốn trực tiếp xông ra cướp đoạt. Thế gian vô lượng vương Phật lại đột nhiên lui lại phía sau một chút nhìn Phương Hàn và Chúa Tể Long giới giao địch, đầu tiên là khiếp sợ sau đó trên mặt hiện lên nụ cười thản nhiên, chẳng sợ Chúa Tể Long giới sau khi có được bát bộ phù đồ liền quay lại phản bội mà chém giết hắn. Âm âm, Chúa Tể Long giới nhìn bát bộ phù đồ bay lại phía mình, trên mặt hiện lên một chút thần sắc kích động. Hai tay hắn không ngừng vẽ lên các loại phù văn, cuối cùng ngưng tụ thành một trận đồ chậm rãi thu bát bộ phù đồ vào tay. Bảo tháp nho nhỏ này rơi lên tay hắn lập tức không ngừng mở rộng ra xoay tròn rất nhanh, khiến cả thân thể hắn cũng run rẩy lên. Hiểu được bề ngoài của cảnh giới thiên địa nhất thể chúa tể long giới hét lớn một tiếng, tốt. Chỉ cần ta tu luyện cảnh giới thiên địa nhất thể thì thiên hạ to lớn này đuôi ngã độc tôn. Một kỳ nguyên này ta nhất định sẽ đột phát tiên vương đạo trở thành tạo hóa thần khí, trở thành tồn tại như hồng hoang tổ long, ngàn vạn tiếng long ngâm từ trong miệng bát bộ thiên quân, chúa tể long giới thốt lên. Bá đạo kiêu ngạo thập phần, chẳng hề kiêng nề gì chiếm được bát bộ phù đồ chúa tể long giới đích xác có tư cách để kiêu ngạo. Chúc mừng, chúc mừng, chúa tể long giới, người chiếm được bát bộ phù đồ từ nay về sau thiên hạ không ai có khả năng uy hiếp được sự tồn tại của ngươi, long giới của ngươi và Phật giới ta có quan hệ hữu nghị bền vững, không có bất cứ kẻ nào có thể lay chuyển được. Đâu có đâu có, chúa tể long giới tươi cười như hoa. Thế gian vô lượng vương Phật, người cũng thế. Hy vọng ngươi sau khi tu luyện tới cảnh giới tiên vương xong, hai giới Long Phật chúng ta sẽ cùng sáng tạo ra quốc gia kỷ nguyên vĩnh hằng. giỏi thật, nghe lời nói của hai người này gần như tất cả cao thủ đều nhận ra chúa Tể Long giới căn bản là không phản bội chúa Tể Phật giới. Ước định của bọn họ căn bản là không thể bị phá vỡ. Nói cách khác, chúa Tể Long giới chuẩn bị cướp không bắt bộ phù đồ của Phương Hàn căn bản là chẳng định làm gì hết từ đầu đã có ý lừa gạt đối phương. Chúa Tể Long giới, người định làm gì? Giao địch của chúng ta trước mặt nhiều thiên quân như vậy chính miệng ngươi đáp ứng rồi. Giờ đã giao bát bộ phù đồ vào tận tay ngươi, ngươi còn không mau giết thế gian vô lượng vương Phật đi còn chờ gì nữa. Phong Bạch Vũ thấy thế đột nhiên quát. Giết thế gian vô lượng vương Phật sao? Bát bộ thiên quân khoát tay trên mặt hiện lên vẻ trêu tức. Thích già thiên quân đầu óc ngươi hỏng rồi hay là não ta hỏng rồi? Long giới và Phật giới chúng ta đã giao hảo nhiều đời, đây là quy củ do Tô Tông định ra. Thế gian tự tại vương Phật và hồng hoang tổ long trao đổi đạo thuật, luyện chế bát bộ phù đồ. Long Tổng chúng ta nhiều đời đều giao một số thiên long cho Phật giới làm long thần hộ pháp. Tốt xấu gì thì ngươi cũng từng là nửa chủ nhân của Phật môn sao lại không biết điểm này. Bát bộ thiên quân, ngươi đường đường là chú tể một giới, lại lật lọng như vậy sao? Phong Bạch Vũ thiếu điều tức nổ mũi tuy nhiên trong mắt hắn còn chứa vẻ khinh miệt mà mưu kế rất sâu. Lật lọng, ta chỉ thi triển một cái nhỏ mà thôi, ai ngờ các ngươi liền mắc câu lại giao bát bộ phù đồ cho ta thật chứ. Cũng hoàn thành được một tâm nguyện của ta, đây không phải là ta bội ước muốn trách thì phải trách các ngươi quá ngu xuẩn. Chúa tể long giới cười phá lên ha hà, không ai bì nổi. Không sai, các ngươi muốn dùng một pháp bảo nhỏ nhoi này ly rán vật giới và long giới chúng ta sao? Sao có thể chứ, kỳ nguyên thiên quân phương hàn, tiểu tử nhà ngươi coi thường chúng ta quá. Thế gian vô lượng vương Phật cũng cười nhìn phương hàn. Tiểu tử, ngươi tuy rằng có đại khí vận nhưng chúng ta đã sớm nhìn thấu rồi nên mới liên hợp lại đối phó ngươi. Chỉ cần giết ngươi thì số mệnh khôn cùng trên người ngươi sẽ bị chúng ta chia sẻ. Ta khuyên ngươi nên thừa lúc này dập tắt tâm tư hợp tung liên hoành đi ngoan ngoán trở về bảo vệ địa phương của ngươi, đừng đi gây chuyện khắp nơi nữa. Nếu không thì ai cũng không cứu nổi ngươi đâu. Tuy nhiên trước khi đi ngươi phải lưu lại thích già thiên quân. Mà dù sao thích già thiên quân à, chúng ta cũng là bằng hữu cũ, tâm sự tốt một chút, trở lại Phật môn đi, tốt xấu gì thế gian vô lượng vương Phật cũng là sư thúc của ngươi. Ngươi đối đấu với hắn như vậy đúng là rất không tôn sư trọng đạo khiến người ta phải lạnh lòng đó, chúa tể tham lam và một số ma chủ của ma giới cùng cười nói. Chúa tể lóc giới, ngươi lừa được bát bộ phù đồ có được cảnh giới thiên địa nhất thể dung nhập vào thân thể thì tu vi lại càng tiến lên một bước, chỉ sợ sẽ tăng lên có hy vọng tới được cảnh giới tiên vương. Đáng tiếc là phải đối mặt với lửa giận của kỳ nguyên môn người có được ưu đãi như vậy không có khả năng lại không chia cho ma giới chúng ta một chút chứ một số ma chủ thèm thuồng nhìn bát bộ thiên quân không ngờ đòi hỏi quyền lợi không có vấn đề gì giết phương hàn này liên thủ đi phần lớn thần vật chư thiên trên người hắn đều thuộc về ma giới được chưa chúa tể long giới bát bộ thiên quân nói không chút khách khí bọn họ không ngờ lại trắng trợn bàn luận phân chia thứ đoạt được của phương hàn như vậy quả thực là không coi ai vào đâu kiêu ngạo tới cực điểm Chúa Tể Long Giới tính cách vô thường, quả thực là so với ma chủ còn ma chủ hơn. Âm ầm Phương Hàn đột nhiên tiến lên một bước, liên tục cười lạnh nhìn Chúa Tể Long Giới nói: "Chúa Tể Long Giới, xem ra ngươi thực sự nghĩ thu được bát bộ phù đồ của ta là có thể nắm vững pháp bảo này đấy hả? À? Lại tưởng ta tin ngươi thật à? Chút khôn vặt của ngươi ai chả thấy? Tưởng ta không có năng lực thu hồi bảo bối này sao? Phù đồ trở về đi." Một tiếng nổ bùng lên truyền ra từ trên tay Chúa Tể Long Giới lập tức pháp bảo nằm trên tay hắn vọt lên mãnh liệt chấn động không ngừng bát bộ phù đồ giống như hồng hoang tổ long thức tỉnh rung đùi đắc ý thể hiện sự linh hoạt sắc bén của mình á à, chú tể long giới hét lớn một tiếng dường như đã chuẩn bị trước với việc phương hàn thu hồi pháp bảo miệng hẳn nhếch lên cười ác độc đột nhiên phun ra ngụm nguyên khí từ trong thân thể cuối cùng khiến vạn long đồng thanh giống lên vô số phủ văn uốn lượn như long xà đột nhiên bốc lên hợp thành một chữ long trong không trung Chữ Long này mang phong cách cổ xưa đại biểu cho một loại cao thượng, độc lập tự do, một loại kiêu ngạo, một khí tức của con cưng của đất trời. Long chỉ có một loài trên thế gian, không phải chim, chẳng phải thú, không phải ma cũng chẳng phải thần, chữ Long cũng được cánh cửa vĩnh sinh truyền ra lại một trong những chữ cường đại nhất. Lực lượng của chữ này gần như vượt qua được chữ vô là một trong những chữ cường đại nhất trong chư thiên. Dùng long chấn áp dung nhập phù đồ dung nhập thân ta, thành tựu tiên thiên, chúa tể long giới liên tục hét lên điên cuồng. Hắn đưa chữ long của mình đánh vào bên trong bát bộ phù đồ chấn áp phù đồ không để Phương Hàn thu lại pháp bảo này, hiển nhiên là đã có kế hoạch từ lâu. Bát bộ phù đồ bị chữ long chấn áp quả nhiên bớt sao động đi nhiều, tuy rằng vẫn chấn động kịch liệt nhưng đã bị kiềm chế không thể bay ra khỏi lòng bàn tay chúa tể long giới. Ha 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 ha, chúa tể long giới phát ra tiếng cười sung sướng, Phương Hàn, người nghĩ rằng ta lại thật sự ngu xuẩn như ngươi, không biết ngươi có thể thu hồi bát bộ phù đồ bất cứ lúc nào à? Đáng tiếc ngươi có tính ngàn vạn lần cũng không tính ra ta lại có chữ long hoàn toàn khắc chế được bát bộ phù đồ. Vĩnh sinh tác giả, mộng nhập thần cơ. Chương 1469, Nhật Nguyệt Chữ Long là toàn bộ khởi nguyên của Long Giới, cũng là thủy tổ của Long Giới. Nghe đồn hồng hoang tổ Long chiếm được Chữ Long rồi cuối cùng căn cứ vào hình thể Chữ Long mới sinh ra thái cổ Long tộc ở vô số kỷ nguyên trước. Các loại cừu đầu Long, Thất Thải Thần Long, Thiên Long, Thánh Long, Ngọc Long, Thạch Long, Ma Long, Quỷ Long, Minh Long đều căn cứ vào chữ Long này mà sinh ra. Long tộc có ngàn vạn nhưng đều từ chữ Long này mà sinh ra. Là người sáng lập ra bát bộ phù đồ, Hồng Hoang Tổ Long cuối cùng để lại chính là chữ Long thống trị Long giới này. Phàm người chiếm được chữ Long này có thể thống trị của Long giới, tất cả Long tộc cường đại khi nhìn thấy chữ Long này đều phải cúi đầu nghe theo, bị khắc chế về thiên tính. Bát bộ phù đồ vốn là khắc tinh của long tộc, chữ long cũng là khai sinh của long tộc. Hai thứ kết hợp lại sẽ sinh ra lực lượng mạnh mẽ tới khó tin. Đó chẳng khác nào trí bảo tam thập tam thiên dung hợp với 33 cổ tự, cuối cùng viên mãn đạt tới đại cực lạc, đại tồn tại, đại vô địch, đại khí vận. Chúa tể long giới bát bộ thiên quân không phải là người lương thiện gì tính kế sâu xa, tất nhiên là biết phương hàn sẽ thu lại bát bộ phù đồ vì thế đã chuẩn bị tốt, dùng chữ long khắc chế phù đồ, lại mượn lực lượng thu lại của phương Hàn luyện hóa phù đồ, cuối cùng khiến cho nó trở thành vật của bản thân, từ nay về sau hắn có thể tiêu giao thiên địa không ai có thể tính kế với hắn. Chúa tể Long Giới Bát Bộ Thiên Quân cười ác độc, từng luồng phù văn từ bên trong chữ Long rót vào bát bộ phù đồ. Hắn dường như thấy tương lai sáng ngời phía trước, chính mình thăng cấp lên tạo hóa thần khí thời khắc khi hắn trở thành tồn tại như tiên vương. Một chữ Long hay lắm, Bát Bộ Thiên Quân người tính toán rất sâu quả nhiên không phải người lương thiện phương hàn lại tiến từng bước về phía trước uy phong lẫm liệt tuy rằng hiện giờ nhìn bề ngoài thì phương hàn rõ ràng bị vây ở thế hạ phong ngay cả pháp bảo cũng bị lừa đi hơn nữa bị đối phương ngăn chặn chuẩn bị luyện hóa nhưng trên mặt hắn chẳng có chút biểu tình không thể nhìn ra chút suy sụp nào giống như mọi thứ đều nằm trong sự suy tính kỹ càng của hắn không chút hoang mang vĩnh viễn ung dung bình tĩnh từng bước bước về phía trước vô số bảo quang bộc phát ra từ bên trong thân thể hắn phóng vọt lên. Mà bát bộ phù đồ kia dục dịch phá tan gông xiềng, phát ra hào quang vạn trượng, phá toái hư không, bay vọt lên chín tầng mây. Bức tường tinh thể ma giới không ngờ bị bảo quang xuyên thủng thành một cái lỗ lớn. Không gian loạn lưu mãnh liệt của thiên giới ập xuống mãnh liệt, ma vân cuồn cuộn khắp nơi nơi đều tiêu tán không thể ngưng tụ nữa. Nguyên thủy, ma sơn cũng chấn động. Thế nào vậy? Phương Hàn này không ngờ còn muốn đoạt lại bát bộ phù đồ sao. Chúa tể Long Giới đã chuẩn bị trước, không ngờ lại đưa ra cả chữ Long mình dùng để chỉ huy Long Giới, dung nhập vào bên trong phù đồ. Hiển nhiên hắn đã hạ quyết tâm phải phá địch, tiêu trừ đại tai họa ngầm này. Song Phương chính thức so đấu rồi, chúng ta có nên bỏ đá xuống giếng hay không, cứ nhìn Phương Hàn công kích thế à. Nhìn Phương Hàn công kích, hắn và chúa tể Long Giới đâu Pháp, liên quan gì tới chúng ta? chúng ta chẳng kiếm được chút lợi ích nhỏ nhoi nào bình tĩnh chờ biến để xem chúa tể long giới đấu với hắn có kết quả gì đã tốt nhất là lưỡng bại câu thương ma giới chúng ta mới có thể nuốt chừng toàn bộ tiêu trừ hai đại tai họa ngầm này còn có thể có được thần vật chư thiên lần này có thể tái hiện thời điểm huy hoàng khi ma giới chúng ta là chúa tể nguyên thủy năm xưa rồi không tồi chúng ta cứ thể xem xét đi chuyện không liên quan tới mình thì cứ ngồi mà xem hừ cho dù trợ giúp chúa tể long giới luyện hóa bát bộ phù đồ hắn cũng chẳng cảm kích ngươi ngươi thấy hắn và phương hàn giao dịch đó bảo bối vừa tới tay liên lập tức trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn xem thế là biết rồi so với người của ma môn chúng ta còn ma môn hơn liên minh với kẻ này phải luôn phòng bị nói vậy cũng không phải vậy có liên minh so với không có liên minh vẫn tốt hơn ma giới chúng ta hiện giờ giống như quần long vô thủ thiên đình đã hoàn toàn liên hợp lại về sau trở thành thế lực lớn khẳng định sẽ tiến công ma giới chúng ta. Phương Hàn trước mắt chính là địch nhân lớn nhất của chúng ta. Tuy nhiên chúng ta không cần vội vàng động thủ nhìn hắn suy nhược đi thừa lúc hắn yếu mà lấy mạng hắn cướp lấy thần vật chư thiên trên người hắn mới là kế lớn. Chúa tể thiên ma nói đúng đó. Đáng tiếc chính là ma giới chúng ta hiện tại không có ai có thể kế thừa đạo nho chính thống của chúa tể nguyên thủy. Một lão già ma chủ đầy cơ trí nói, lại nói tiếp, bên trong thần vật chư thiên thì ma giới mạnh nhất chính là tam sinh thạch năm xưa chúa tể nguyên thủy luyện chế được xưng là có thể nắm giữ toàn bộ kiếp trước kiếp này kiếp sau chúng ta đã tận mắt thấy uy lực của nó công kích chết cả tiên vương đáng tiếc là không biết vì sao lại mất tích nếu hiện tại có tam sinh thạch trong tay thì ai dám tiến vào ma giới dương oai chứ một đám ma chủ ở trong nháy mắt này liên tục truyền ra ma niệm liên tục nghị luận hiệp nghị không ra tay nhìn phương hàn và chúa tể long giới tranh đoạt chờ đợi cơ hội. Chúa Tể Long Giới cũng hoàn toàn minh bạch, tuy rằng trên danh nghĩa là kết minh với ma giới nhưng ma giới không đáng tin cậy. Ai cũng biết không chừng, khi nào đó ma giới liền phản bội cắn ngược lại một cái. Tuy nhiên trong lòng hắn phi thường đắc ý vì đã sớm tính toán tốt từ trước rồi. Đợi ta thu thập bát bộ phù đồ này luyện hóa xong, lĩnh ngộ cảnh giới thiên địa nhất thể thì có thể thu phục rất nhiều ma chủ của ma giới, biến thành nô lệ cho long giới ta đại đạo nghịch truyền phù đồ trở về, cuối cùng tuy tụ kỳ nguyên đạo. Phương Hàn vung tay chụp một cái chấn động không gian, lập tức vào lúc này có vô số cơn lốc xoáy vọt lên từng đạo tinh thể thần quốc ngưng tụ thành một dòng sông mênh mông trên hư không, xuất hiện tà âm tấn công về phía chúa tể long giới. Hừ, còn có ta ở đây, Phương Hàn ngươi gian ngoan mất linh, lão nạp đành phải ra tay hàng ma. Đại uy không thiện, thấy thế công của Phương Hàn, thế gian vô lượng vương Phật ở bên cạnh Chúa Tể Long Giới đã chuẩn bị từ trước, vùng bàn tay ra. Một bàn tay tỏa Phật quang khổng lồ đột nhiên ập xuống. Ngón tay Phương Hàn vừa động, một đạo kiếm khí như dòng sông bắn ra đánh lên bàn tay khổng lồ đầy Phật quang, liên tục va chạm, tiếng chấn động vang lên không dứt khó có thể phân thắng bại. Hả, với thực lực của Phương Hàn hoàn toàn có thể tể ra thần vật chư thiên hoàn toàn đánh tan Chúa Tể Long Giới các ngươi lại chiến đấu kéo dài chẳng lẽ lại sợ đám chú tể ma giới này đánh lén sao phong bạch vũ thấy phương hàn bị lừa lấy bát bộ phù đồ chẳng những không phát uy mà ngược lại lại lững thững như đi đảo trong sân nhà thì trong lòng vô cùng khó hiểu và nghi hoặc không được những ma chủ này tuy rằng rất lợi hại như năm bè bảy mảng đều chỉ biết tới ích lợi đề phòng đối phương đánh lén căn bản không có năng lực cường đại nếu liên hợp lại thì lực của bọn chúng tất nhiên rất đáng sợ nhưng lúc này phương hàn không cần phải sợ ngược lại còn phải hy vọng đám ma chủ này đánh lén mới phải. Phương Hàn cắn nuốt được những ma chủ này cô động chí bảo tam thập tam thiên, cắn nuốt càng nhiều thì càng mạnh hơn. Đám thiên quân khác sợ hốn chiến, ngại nhất là bị vây công, dù có cường đại mấy cũng sẽ ngã xuống. Giống như chung kết thánh vương gặp phải nhiều thiên quân vây công hắn cùng bị đại thương nguyên khí cuối cùng bị phong ấn. Nhưng Phương Hàn lại không sợ, bởi vì hắn có kỳ nguyên đạo có thể trực tiếp chuyển hóa thiên quán thành trận nhãn. Đây là lực lượng độc nhất vô nhị, nên biết rằng cho dù loại cường giả như phong bạch vũ thậm chí là cường giả như thiên mẫu thì trong lúc chiến đấu dù có giết chết hay phong ấn một vị thiên quân mạnh mẽ cũng phải luyện hóa ý chí và căn nguyên của hắn tối thiểu không có năng lực trong lúc chiến đấu mà luyện hóa. Nhưng Phương Hàn lại bất đồng, lập tức có thể luyện hóa. Không hề bị chút trở ngại, bởi vì hắn có kỳ nguyên đạo có thể chém trước tấu sau chẳng có chút trở ngại nào là công pháp có đặc tính cất chứa tất cả văn minh sử. Chẳng lẽ, một ý tưởng bỗng nhiên hiện ra trong đầu Phong Bạch Vũ. Ầm ầm, đúng lúc này thì Phương Hàn lại ra tay một lần nữa chụp một cái liền có nguyên khí hừng hực thiêu đốt lực lượng số mệnh dày đặc tản ra gần như tràn ngập toàn bộ chư thiên. Bát bộ phù đồ kia lại vọt lên không ngờ dẫn nổ mạnh mẽ khiến nguyên khí phía trên sinh ra bùng nổ đây truyền giống như tự bạo được. Phương Hàn phát ra giọng nói đầy hung ác, chúa tể long giới, người không thể đoạt được bát bộ phù đồ này đâu ta dù có phải hủy diệt phù đồ cũng sẽ không cho ngươi được như ý thả ngọc nát còn hơn ngói lành. Ngươi, cảm thấy nguyên khí bên trong bát bộ phù đồ hỗn loạn lên không ngờ sắp sửa bùng nổ chúa tể long giới tức giận đến nổi lôi đình, liên tục đưa thiên quân căn nguyên vào bên trong đó đồng thời hét lên với thế gian vô lượng vương Phật, vô lượng Phật, mau giúp ta, tế ra hai chữ nhật nguyệt của ngươi, tỏa ra hào quang vạn pháp sáng ngời, dung nhập vào bên trong bát bộ phù đồ giúp ta chấn áp tất cả đi. Chuyện này, Vô lượng vương Phật trần trừ một chút, hiển nhiên là dù với quan hệ của hắn và chúa tể long giới nhưng đối phương đưa ra yêu cầu này cũng hơi quá đáng một chút. Hắn tuyệt đối không có khả năng đồng ý, hắn vừa đối kháng với phương hàn vừa phát ra Phật quang vô lượng cuồn cuộn mãnh liệt, vừa truyền ý niệm tới từ chối, chúa tể long giới, chuyện này không ổn đâu. Ta trả bất cứ giá nào, chỉ cần ngươi dùng hai chữ nhật nguyệt giúp ta chấn áp được bát bộ phù đồ thì ta chẳng những trả lại cho ngươi còn đem cả gia của hồng hoang tổ long lưu lại cho ngươi đó là miếng da sau khi hồng hoang tổ long tu thành tiên vương, đánh tan thân thể nhỏ bé kiếp trước mà tạo thành. Thần lực khôn cùng, hiện giờ ta cũng không thể tế luyện được đâu. Chúa tể long giới liên tục nói vô cùng lo lắng, mà lúc này Phương Hàn cũng liên tục thúc giục thủ pháp, thân thể hóa thành một đám ảo ảnh chiến đấu với thế gian vô lượng vương Phật một nơi khiến cho chúa thể Phật giới này cảm nhận được áp lực lớn lao. Cái gì? Tấm ra do hồng hoang tổ long lưu lại, thế gian vô lượng vương Phật hoàn toàn chấn kinh hắn biết hồng hoang tổ long là sinh linh kỳ dị do thiên địa sinh ra nghe đồn là do một quả trứng lớn do cánh cửa vĩnh sinh phun ra biến thành cuộc đời long tộc bình thường đều phải lột da thời điểm lột da chính là lúc chúng yếu nhất mà hồng hoang tổ long lại chưa bao giờ lột da tuy nhiên khi tổ long thăng cấp lên tiên vương xong phải giết tam sinh mới có cuộc đời mới có một cơ hội duy nhất một lần lột da những tấm đa đó có thần lực khó tin nổi cho dù là tiên vương cũng thiết tha ma ước những miếng đa này. Hiện giờ chúa tể long giới không ngờ lại cho mình, hắn cân nhắc mãi trong lòng tính toán đủ loại lợi hại, cắn răng một cái rồi đột nhiên mắt phải lóe lên một vầng mặt trời chói trang, biến thành một chữ nhật. Mắt trái của hắn loại lóe lên một vầng trăng, biến thành một chữ nguyệt. Không ngờ đó là hai chữ nhật nguyệt do cánh cửa vĩnh sinh truyền ra. Cái gì, trong nháy mắt này phong bạch vũ gần như chấn kinh. Hai chữ nhật nguyệt này nghe đồn là của chú tể nhật nguyệt cao thủ vô thượng ở vô số kỷ nguyên trước. Hắn thăng cấp đột phá lên tiên vương thất bại liền mai danh ẩn tích. Tại sao lại rơi vào tay ngươi? Chú tể nhật nguyệt nhật nguyệt thiên quân là một thần thoại trong thần thoại, truyền kỳ trong truyền kỳ, so với chúa tể chiến tranh. Thiên mẫu còn mạnh hơn rất nhiều, là đệ nhất nhân dưới tiên vương trong rất nhiều kỷ nguyên, đáng tiếc là đột phá lên tiên vương thất bại. Hắn kế thừa hai chữ nhật nguyệt nhưng hiện giờ hai chữ nhật nguyệt lại rơi vào trong tay thế gian vô lượng vương Phật. Điều này nói lên là thần thoại này đã ngã xuống, mang lợi cho Phật đà này. Tiểu súc sinh, thích già, người có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được là ba kỷ nguyên trước ta đã tìm được sao huyệt của chúa tể nhật nguyệt, thừa lúc hắn đang tu dưỡng khi trọng thương, đánh chết hắn chiếm được tất cả tu vi và pháp bảo của hắn cả kinh nghiệm tu đạo của hắn, thế gian vô lượng vương Phật cắn răng nói. Vĩnh sinh tác giả, mộng nhập thần cơ chương 1470, bị đặt bẫy chúa tể nhật nguyện có tu vi vô song, đột phá tiên vương thất bại liền ẩn thân đi hiển nhiên là bởi vì đột phá thất bại mà trọng thương, trốn đi hồi phục vết thương. Nhưng ai ngờ ở nhiều kỳ nguyên trước hắn lại bị thế gian vô lượng vương Phật tìm được xào huyệt, trực tiếp xông vào công kích, dùng Phật quang chấn áp mà chết, luyện hóa tất cả tu vi và thần vật. Bởi vì vậy mà pháp lực của thế gian vô lượng vương Phật mới có thể khủng bố tới cực điểm như vậy thâm tàng bất lộ tuyệt đối là thâm tàng bất lộ. Hai chữ nhận nguyện vừa xuất hiện lập tức chiếu rọi muôn đời dường như từ thời đại thái cổ xa xưa cũng đều được hào quang sáng người chiếu tới. Bên trong toàn bộ ma giới, hào quang sáng chiếu khắp nơi. Chữ nhận và chữ nguyện gần như giờ khắc nào cũng sinh ra ánh mặt trời và ánh trăng. Nhất là trong thời điểm thế gian vô lượng vương Phật đánh vào bên trong bát bộ phù đồ cả bảo tháp nhỏ này liền tỏa ra hào quang bốn phía, mây trôi tận trời. Những đám mây này đều là ánh sáng ngưng kết lại thành thể rắn. Bát bộ phù đồ đã hoàn toàn lột xác, lúc đầu có chữ long được đưa vào, sau đó là hai chữ nhật nguyện. Bảo tháp này đã có sự biến hóa tới khó tin vô số phù văn bắt đầu vặn vẹo toàn bộ bảo tháp phồng lên, bắt đầu kết hợp với thân thể bát bộ thiên quân. Hai luồng thiên quân căn nguyên khổng lồ đều rót vào bên trong bảo tháp này. Sát, Phương Hàn thấy tình huống như vậy lại từng bước tiến tới một quyền thật lớn đánh xuyên thái cổ. Nắm tay khổng lồ bao phủ toàn bộ bầu trời che phủ đại địa, tấn công thế gian vô lượng vương Phật và chúa tể long giới. Hào quang nhật nguyệt sáng ngời, thân ngoại hóa thân, chúa tể nhật nguyệt xuất hiện đi, ầm ầm, thế gian vô lượng vương Phật thấy phương hàn, liều mạng, trên mặt lập tức hiện lên nụ cười giữ tợn lập tức thi triển ra thủ đoạn áp dương của mình. Vòng tròn phía sau đầu hắn đột nhiên tăng vọt sau đó phía trong đó xuất hiện một cự thần thái cổ trên thân thể của cự thần thái cổ này có một nửa là hòa diễm, một nửa là băng, đại biểu cho hai loại lực lượng cực hạn thái dương và thái âm. Loáng thoáng có thể thấy được cự thần thái cổ này là một long giới, lông mày, dâu đều trắng phau, trên mặt cũng ngưng thành một nửa là băng, một nửa là lửa. Đây chính là chúa tể nhật nguyệt, tuy nhiên chúa tể nhật nguyệt này đã bị luyện chế thành con rối, thân ngoại hóa thân. Lực lượng minh mông mãnh liệt trong thân thể hắn phương hàn không nghi ngờ chút nào là kẻ này có thể gần so được với thần niệm thậm chí còn có thể sâu hơn một bậc thân thể còn mạnh hơn rất nhiều so với thế gian vô lượng vương phật lực lượng của thân ngoại hóa thân còn mạnh mẽ hơn cả bản tôn tuy nhiên điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên theo đạo lý thì lực lượng của thân ngoại hóa thân con dối vô thượng hay đệ nhị nguyên thần đều mạnh mẽ hơn bản tôn mới phải nếu không thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì Cao thủ bình thường chiếm được pháp bảo vô thượng đều luyện chế thành đệ nhị nguyên thần, thân ngoại hóa thân, vượt qua chính mình để ngăn cản tai nạn. Thân ngoại hóa thân của thế gian vô lượng vương vật này không ngờ lại luyện hóa từ chúa tể Nhật Nguyệt. Cứ như vậy khiến cho chiến lực của vô lượng vương Phật gần như có thể chống lại bất cứ cao thủ nào dưới Tiên Vương. Tuy nhiên, thế gian vô lượng vương Phật hiển nhiên là không có khả năng trực tiếp luyện hóa chúa tể Nhật Nguyệt tiến vào trong thân thể gia tăng tu vi. Điểm này hẳn còn kém xa phương Hàn hiện giờ Phương Hàn đã nhìn ra tu vi của thế gian vô lượng vương Phật là ở 10 kỳ nguyên đỉnh phong, nếu có thể dung hợp chân chính chúa tể nhật nguyệt thì chỉ sợ tu vi lại tăng vọt lên thậm chí tới hai kỳ nguyên nữa, tới tu vi khủng bố 12 kỷ nguyên có thể chân chính sánh vai với Phương Hàn bây giờ. Đến lúc đó thì Phương Hàn muốn giết hắn cũng rất khó khăn. Đáng tiếc chính là muốn hoàn toàn dung hợp chúa tể nhận nguyệt, hay trở thành một là chuyện quá khó khăn với tu sĩ dù là thiên quân đi nữa. Chân chính dung hợp chúa tể nhận nguyệt biến thành lực lượng của bản thân mình khác hoàn toàn so với biến thành lực lượng của thân ngoại hóa thân. Một cái là lực lượng gia tăng lên cơ thể, một cái lại là hai người. Lực lượng của hai người và lực lượng của một người khác biệt một trời một vực. Tuy nhiên, cho dù là chúa tể nhận nguyệt hóa thân cũng đủ chống lại cao thủ dưới tiên vương trong thiên địa này rồi. Lần này xuất hiện lập tức có thể ngăn chặn được phương hàn khiến cho hắn nửa bước khó đi thiên quân căn nguyên rót vào bên trong bát bộ phù đồ, luyện hóa phù đồ tiêu trừ linh hồn lạc ấn. Bát bộ thiên quân chúa tể long giới thấy tình huống như vậy liền cười ha hả trong mắt hiện lên vẻ kiêng kỵ thật sâu với vô lượng vương vật. Đối phương tế ra thân ngoại hóa thân do chúa tể nhật nguyện luyện chế thành, đối với hắn mà nói là một uy hiếp rất lớn. Tuy rằng quan hệ giữa Phật giới và Long giới vô cùng tốt nhưng nếu gặp lợi ích đủ lớn thì cũng sẽ trở mặt. Cho nên bát bộ thiên quân lần này dù liều mạng của muốn luyện hóa bát bộ phù đồ đạt được cảnh giới thiên địa nhất thể huyền bí trong đó. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, mỗi giọt máu tươi trong đó đều lập tức phân hóa ra. Xuất hiện 8 triệu 4 ngàn vạn chân long. Chân long rung đùi đắc ý chui vào bên trong bát bộ phù đồ khiến cho phù đồ này liền bùng lên huyết quang. Bản thân, hắn là bát bộ phù đồ luyện chế một bát bộ phù đồ thực lại càng tăng thêm sức mạnh, chẳng ai có thể so được với hắn. Trong lúc này những trận pháp trên phù đồ liên tục bị phá giải, nguyên khí trong đó đã cô động vô cùng rồi. Cùng lúc đó bát bộ thiên quân không cần để ý tới rất nhiều thần vật chư thiên cất giấu trong thân thể tất cả đều đánh vào bên trong bát bộ phù đồ khiến cho phù đồ này căng phồng lên như bóng cao su trở nên bành trướng. Linh hồn lạc ấn của Phương Hàn trong đó đột nhiên vỡ tan từng chút một. Mà Phương Hàn bị thân ngoại hóa thân cường đại là chúa tể nhận nguyệt cầm chân ở bên ngoài, mãi vẫn không thể xông vào được, chỉ còn trơ mắt ra nhìn bát bộ phù đồ của mình bị luyện hóa. Ha ha ha, ha ha, kỳ nguyên thiên quân, phương hàn, người cũng có ngày hôm nay bát bộ phù đồ bị ta luyện hóa xong thì lúc đó cũng tới hồi tận thế của ngươi rồi. Rất nhiều ma chủ chủ sẽ tiến vào đánh rắn dập đầu, chú tể long dưới bát bộ thiên quân gần như đã kiêu ngạo tới cực điểm rồi phấn chấn cao hứng vô cùng. Chậm rãi cắn nuốt bát bộ phù đồ tiến vào bên trong cơ thể bắt đầu tăng lực lượng lên tới cực hạn giao thủ giữa hai phương không ngờ đã nghiêng về một bên. Phương Hàn liên tục bại lui, mà thế gian vô lượng vương Phật và chúa tể long giới bát bộ thiên quân thì lại liên tiếp thắng lợi thế như trẻ tre. Rất nhiều ma chủ của ma giới đều trợn mắt há mồm. Chúa tể nhìn nguy ệt, thế gian vô lượng vương Phật này không ngờ ở vài kỷ nguyên trước lại giết chết chúa tể nhật nguyệt, luyện chế thành thân ngoại hóa thân. Chỉ sợ là bằng một chúa tể nhận nguyện này thì thế gian vô lượng vương Phật Đà có thể hoành hành ba ngàn thế giới rồi hiếm có sức mạnh nào sánh bằng. Chỉ có mấy lão quái vật mới có thể đối phó được với hắn. Mối uy hiếp của Phật chủ này còn lớn hơn cả phương Hàn. Phật giới và ma giới tuy rằng liên minh nhưng vẫn là địch nhân từ trước. Nếu Phật giới cường đại lên thì sợ rằng sẽ tiêu diệt ma giới đầu tiên. Nếu tiếp tục như vậy thì nguy quá. Chúng ta cần phải cẩn thận một chút mới được. Hiện giờ phải làm sao bây giờ? Trợ giúp Phương Hàn sao? Không có khả năng, Phương Hàn cũng là đối tượng chúng ta phải giết. Hơn nữa Phương Hàn này còn chưa thi triển ra thủ đoạn cuối cùng. Người có chú ý không? Hắn còn chưa từng thi triển ra một thần vật chư thiên nào. Đúng vậy, Phương Hàn này còn chưa thi triển toàn lực không kỳ quái sao? Hắn rốt cuộc có chú ý gì? Bát bộ phù đổ sắp bị luyện hóa tới nơi rồi hắn còn không nhanh không chậm như vậy vì rằng mặt ngoài có vẻ liều mạng như uy lực lại chưa đến mức kinh thiên động địa không sai không sai nghe đồn bên trong thân thể phương hàn này dung hợp thánh đường viễn cổ thiên táng quan phong thiện tế đàn những thần vật này tới giờ lại chưa được hắn thi triển ra một món nào không biết là vì cái gì chẳng lẽ hắn lại cố ý muốn đưa ra bát bổ phù đồ không có khả năng trên thế giới này lại có kẻ ngốc như vậy sao không đúng rồi hay là phương hàn này bị thương tổn gì rồi không có khả năng thi triển ra thần vật chư thiên nữa, hay là có âm mưu gì khác, rất nhiều ma chủ bắt đầu nghị luận. Trong ấn tượng của bọn họ, Phương Hàn căn bản không nhỏ yếu như vậy. Âm, um, đúng lúc này trong chỗ Phương Hàn và Chúa Tể nhận Nguyệt truyền ra tiếng nổ chấn động kinh thiên động địa. Chúa Tể Nhật Nguyệt kia đột nhiên thi triển ra Nhật Nguyệt thần quyền nghe đồn là mãnh liệt nhất. Một quyền đánh ra khiến vô số nhận Nguyệt đột nhiên xuất hiện, nhiều như lưu xa mà dưới một quyền này bao phủ thân thể Phương Hàn không ngờ tan rã từng tấc một, biến mất toàn bộ trở thành một đám nguyên khí hư vô biến mất giữa không trung, hóa thành cho bụi, mất đi hoàn toàn, từ này về sau không còn chút dấu vết tồn tại nữa. Trong lòng mọi người đều thịt một cái, chẳng lẽ Phương Hàn bị chúa tể nhận nguyệt đánh chết rồi, đừng nói là rất nhiều ma chủ mà cho dù là thế gian vô lượng vương vật cũng chấn động. Hắn tuy rằng biết Phương Hàn không thể làm khó hắn nhưng cũng không yếu ớt tới mức này chứ không ngờ lại bị đánh chết vô cùng đơn giản như vậy ngay cả cho bụi cũng không lưu lại chút nào đúng là quá cổ quái rồi. Dù là thế nào thì chết là tốt rồi. Ta cảm thấy bát bộ phù đồ cũng đã biến mất nốt tia chống cự cuối cùng. Ha ha ha, bát bộ thiên quân chấn động, không ngờ bắt đầu dung hợp bát bộ phù đồ tiến vào sâu trong thân thể hắn khiến cho lực lượng của hắn gần như đều tăng lên một bậc sau mỗi một lần hô hấp. Không có khả năng cứ như vậy mà chết. Cho dù là chết, hóa thành cho bụi thì thần vật chư thiên kia thiên táng quan, phong thiện tế đàn, thánh đường viến cổ cũng phải lưu lại làm sao lại bị giết chết không còn chút dấu vết như vậy, thế gian vô lượng vương Phật đột nhiên cảm thấy có chút không hợp lý. Đột nhiên vào lúc này lông tóc cả người hắn đều đựng ngược, mau mau, bát bộ thiên quân, mau dừng luyện hóa bát bộ phù đồ, bát bộ phù đồ này có vấn đề, có vấn đề lớn, giọng nói của hắn gần như trở nên lắp bắp nói không ra lời quả thực là lòng nóng như lửa đốt. Hai chữ nhật nguyệt của ta, mau mau trở về. Âm âm, hắn không ngờ chuẩn bị thu hồi hai chữ nhật nguyệt trong bát bộ phù đồ. Hai chữ nhật nguyệt này trợ giúp bát bộ thiên quân luyện hóa phù đồ như hiện giờ còn chưa luyện hóa hoàn toàn hắn đã cảm thấy nguy hiểm rồi. Đúng lúc này mới nhớ tới không phải đã. Quá muộn rồi sao? Ngay sau đó một giọng nói giống như âm phù đòi mạng vang lên từ chỗ trung tâm sâu nhất của bát bộ phù đồ, trong một vùng hư không nhỏ bé còn chưa bị luyện hóa. Đó là giọng nói của Phương Hàn. Giọng nói này gần như đánh nát tất cả ý chí của thế gian vô lượng vương Phật và bát bộ thiên quân. Sao lại có thể như vậy? Phương Hàn, người tại sao lại có thể ở trong đó? Bát bộ thiên quân gần như muốn phát điên. Trên mặt hắn đột nhiên xuất hiện vẻ dữ tợn. Một khi đã như vậy thì chết đi. Hóa ra bên ngoài là một phân thân của ngươi biến thành. Chân thân của ngươi sớm đã dâu bên trong bát bộ phù đồ định ám toán ta phải không? Vĩnh sinh tác giả, mộng nhập thần cơ.